Tao sạc cái này thì tao mắc cái này. Có không sạc rồi nữa không con? Bam ba la 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 em đây mấy chị ơi. Cài nghe. Welcome welcome. Em bây giờ một là sòn, hai là ý, mà quá trời rồi, bây giờ muốn sao? Con. Lên ý hay lên sòn? Mấy chị muốn cái gì? Lên luôn giùm em nào, hoặc là một tiếng đầu tiên sòn, tiếng sau dần ý, tiếng sau sòn, tiếng sau dần ý, 4 tiếng mẹ con. Bây giờ là 12 giờ. Lai sòn đầu tiên tiếng đi. Tới 1 giờ lai sòn lai ý một tiếng nha, cương tiếng này tiếng kia. Em hello hello mấy chị yêu. Wow 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 wow. Trần 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 trần. Mỗi lần mà tao mặc đồ hiệu cái tao trừ cái mạc lại không? Tao cắt cái mạc cái tao bị tiếc. Uổng. Dạ. Rồi, sòn, bây giờ sòn đi. Cho mấy bà bốc thăm đó, mấy bà thả tim em nhiều đi. Sòn thì thả trái tim, còn ý thì thả nút like. Ai nhiều hơn thì trái tim nhiều hơn thì em lên tim nhiều thì em lên sòn, còn nút like nhiều thì em lên ý. Dạ, chào tình yêu Huy Gia Bảo nè. Rồi để em coi coi, để em coi em để ý nè. Mấy chị muốn sao, mấy chị muốn sao. Đó, đó đầy đủ chơi với mấy chị nha. À, nay có đồng hồ thời trang nha. Hồi nãy lấy cái đồng hồ tay trang đâu nè, một chùm đâu sao không đeo đây ta. Này mấy chị, 3-4 mâm sòn. Mở về. Đồng hồ bé về rồi. Đồng hồ về rồi. Ý trước hay sòn trước? Hiện tiếng này tiếng kia thôi, bây giờ em lên sòn trước cho mấy chị nha. Nha, hoặc là mấy chị muốn thì em lên ý. Nó đầy đủ cho mấy chị, ý thì em có ý số lượng. Hộp luxury luôn em, nha cả nhà. Dạ em hả? Dạ cảm ơn, cái này đẹp mấy chị ơi, cho ly nước ấm mắm đi. Áp ơn mẹ vậy đâu, đẹp chưa? Từ đi xài cái này xong rồi chị với bà. Nè con có 5 cái nè con. À, rồi coi của anh Tiên Vũ đó con, trả anh lại 5 triệu đi. À, ta nói với anh nhiều khi cho không đúng số tài khoản, không thấy đường vô. Kêu mẹ chịu trách nhiệm cho con. Rồi xong cho gò một anh đi. Hỏi chị mẫu có việc bọc gì ơi, cục cưng xinh đẹp. Ra tiệm ha. À, ra tiệm có bán bình thường cục cưng. Hơi bụi xíu mấy chị, tại em thay gặp thay kiến thay hết lại. La Phong này nọ em làm hết đây luôn em. Rồi, em lên đi mấy chị yêu. Hello, hello. La 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 la. Rồi lên sòn nha. Đồng hồ em có 5 cái, đẹp luôn mấy chị luôn. Em chốt mấy chị đầu like luôn em nha. Cái này nếu mấy chị mua sòn á, hộp này nó không thua gì sòn đâu. Em đi chơi với em á, nó leo lên siêu xe, nó y chang như đồ sòn, y chang như 1,5 tỷ không khác gì hết. Em chốt mấy chị đầu like 5 cái, 2.200.000. 2.200.000. Rồi em lên sòn một xíu đi. Em sale sòn hơi bị sâu. Rồi kêu có uống gì uống nữa con. Ok. Uống nước nóng đi con ơi. Uống nóng như tan mỏi bụng nha. Hôm nay cái bụng giảm rồi. Với lại cái cân số ký vẫn là 54kg nhưng mà em gọn là nhiều lắm mấy chị. À, gắn đèn à, điểm nha. Rồi số tài khoản sau lưng trên đầu em nè mấy chị ơi. Nhìn thấy baby nha, nhìn thấy baby nha. Rồi tặng liền. Mấy chị vô đông đông chưa? Em hello hello, giá quỷ diệt nè. Giá quỷ diệt luôn em này. Trời ơi mấy chị ơi, ai bỏ lỡ tiết giùm em, đặt lại trên 21 triệu. Mở hát một bài mở màn hay. Trời ơi. Rồi đem vô liền theo khán giả Ruby Nguyễn nha. Rồi chốt đơn giùm em đây. Đó, 12.500.000 xả lỗ cho đôi bông thương hiệu éo lờ giết nha cả nhà ơi. 12.500.000, ai bỏ lỡ tiết lên nhanh con. Ô con gì sao mày dục con? 125. Rồi chốt đơn éo lờ dí, thương hiệu éo lờ dí giùm em. Rồi chị nào tập trung với đại hội mắng vốn luôn em này, nhắn tin không trả lời. Chào tình yêu Thủy Khánh Linh nha. Rồi để em cài cho chị chút xíu đi. Em mới vô cái em hơi cũng bị ngại. Cái em sẽ ca bài Phố Hoa cho chị nghe nha. Một bài duy nhất thôi mẹ em này. 12.500.000 nguyên một đôi bông sòn, tầm khoảng gần 50 viên sòn luôn mà em, hai bên luôn mấy chị, 12.500.000. Giá quá đẹp cho một cuộc tình. À, mẹ con em ra bài này ngồi rồi, để mất công cảnh ha. Cái bảng ha con, cái bảng bây giờ con cho vô đây đi. Là nhỏ hơi sát vô đây mới được, để ha. Cái bảng đòi ra ngoài kia. Mẹ con vô đây cái đi con. Vô đây cái đi. Tao ngồi đây làm gì, nó hơi cao cao á ba ơi. Nó hơi cao cao mà ngồi gì thì mới chịu nổi. Ủa mấy chị, 12.500.000 này mấy chị. 5 ly tư nước ơ VS1. Xả cho viên này đầu tiên nè gái ơi. 45 triệu. Mua không có đâu.
Baby ơi, Quỳnh Baby 45 triệu tặng cân đầu like nè. Vô đi mấy chị em ca cho bài nè. Trời ơi, sao tự nhiên bị ế chứ hả? Ta xả như ngày tối ngày hôm qua, tối hôm qua coi 4.000 người coi. Vô mánh luôn mấy chị nè, rồi đó, thấy chưa? Rõ ràng chứ mấy chị ơi. Quỳnh Baby 45 triệu của Quỳnh Baby thôi tôi lên ý. Cái này không được, tôi bắt qua cái khác, tôi phải là một người thông minh. Rồi, em lên cho mấy chị xả luôn chiếc nhẫn em đang đeo. Em chốt cho mấy chị luôn giá đầu like luôn mấy chị luôn, đẹp tuyệt vời, 1 triệu 1 gam. Ai bỏ lỡ tiết giùm em 1 triệu 1 gam rồi lên ý cho dễ mua phải không? Em là một người chiều mấy chị maximum. Rồi 8 triệu 900 ngàn giùm em. 8 gam 90 sale 1 triệu. Ni số 9, số 10, số 1, số 12 luôn giùm em. Em đang sale rẻ như tối ngày hôm qua, không có cần tốn viên chủ cục cưng. Trời ơi mấy chị đặt lại đặt 21 triệu á. Bình thường em cũng bán xe bà 14, 15, bữa nay bán 12 triệu 500. Nó là bông ghép sờn cục cưng ơi, thả tim luôn em này. Đồng hồ em đang đeo, đồng hồ 2 triệu rưỡi không còn, em đang đeo là 22 triệu 2. Rồi chốt luôn em nhẫn này, 8 triệu 9 sale trơn triệu. 89 sale trơn triệu nha. Có nghĩa là em không có xuống ký, nhưng mà em gọi là tăng cơ giảm mỡ mấy chị. Em không phải tập cho bản thân em, mà em tập cho con gái yêu của em. Cho nên nó nhảy cựng cựng sao, con gái em nhảy sao, em nhảy thì gan gái em. 12 triệu 500 rồi, em chú chị yêu thích mai. 1, 2 năm có ghế nào lùng không ta? Cái ghế cây cam cam ở nhà đó. Con kêu lấy cái ghế kia. Thôi đi ngồi ghế này được không ta? Ngồi ghế này thì nó dễ ngồi hơn. Rồi chốt 12 năm giùm em, rồi 8 triệu 9 giùm em. Sale 1 triệu kiểu đẹp. Tôi đang đặt cái kiểu này về nè, mà tôi đặt sòn tôi đeo. Tôi lên cái viên 7k mấy 8k mấy chị. Vài bữa có tôi đeo y gan vậy luôn á. Rồi em chốt cho Nga Vi. Đồng hồ 2 triệu 2 em chốt chị Yến Linh. Cái này người ta bán tới 4 triệu rưỡi một cái. Hàng Hoverlot bao đẹp. Mặt xây 38 y chang với đồng hồ 1 tỷ rưỡi sòn. Dây của nó là dây silicon làm em có dân luôn. Mà em cực kỳ đẹp. 22. Nhẫn 8 triệu 9 cục cưng ơi. Nga Vi lấy 8 triệu 9 hay cục cưng. Qua tiệm bình thường cái ơi. Qua tiệm bình thường. Không có thay đổi gì hết. Tiệm bán bình thường không khác gì hết. Nhận 8 triệu 9 Nga Vi lấy 8 triệu 9 ha. Ok các em. Cái này thì nó hơi cao. 89 có lấy cái kia đâu không con? Rồi em tặng ý cho mấy chị nè. Trời ơi nó đẹp tuyệt vời mấy chị ơi. Xỉu luôn giùm em. Giá xả vì cần tiền trả nợ dàn 610 vậy mấy chị. Ni tay 48, 50, 52, 54. Em bán giá quỷ diệt cho mấy chị luôn. 1.050.000. 1050 Nga Vi ha. Em để cho mã xa bông sòn 12.500. 125 à, để sao 13g48 em chốt đơn mấy chị luôn. Giá hơi bị tuyệt vời. 14.150.000. 14.150. Và đồng hồ bị lỗi hay chị? Lỗi cho em gửi về đi. Em trả tiền lại hoặc đổi đồ khác hay cục cưng ơi. Và Kim Anh Lê giùm em. Rồi ok chị. Kêu với mẫu việc cọc đi xuống like xong em chuyển liền cái tình yêu ơi. Chị Nga Lê ơi, cái hộp đó em chốt đơn 45 triệu là có một mình em bán thôi. Cái này mấy chị mua hôm nay giá tới 1 triệu rưỡi 1 gam. Em sell cho 1.050.000. 14.150.000. Dạ đúng rồi, vàng 610 là tuổi 610, vàng Italy 750 là tuổi 750, thì nó cái kia nó 18k, cái nọ nó tầm 15k cục cưng. Rồi 14 triệu, đồng hồ nãy là 2 triệu 2, tình yêu Thùy Trang ơi, 22, nói với chị Duyên là mắng ăn vốn rất là nhiều nha, tại tối chị hẹn lên buổi sáng nè cưng, kêu xong rồi giải quyết dịp cục cưng. Nè 45 triệu chụp cho tình yêu Quỳnh Baby, kèo thơm Quỳnh Baby ơi, 60 triệu, lên đo bông chốt hột rồi phải không? 14.150.000, sale trơn 1.050.000 một gam. Ok chị yêu Tài Nguyễn, rồi em lên dây liền cho tình yêu cho. Sale có 1 triệu là 50.000, hình như tao ngồi xuống dưới hình như tối tao dễ ngồi hơn nha. Tao ngồi dưới đây tao cao quá, tối tao ngồi dưới cái gì ta? Tao ngồi dưới cái gỗ này, đưa gỗ đỏ lấy hai đây nè, lấy hai gỗ đỏ chồng này, gỗ đỏ nhỏ không? Ngồi đây tao nhức nhất quá chịu rồi. Trời ơi, khang đem xíu ơi. Trời ơi, bay ơi. Bây ơi, rồi ngồi xuống nè. Rồi đưa hai gỗ đỏ chồng lên con. Mà nó dễ ngồi không nội ơi. Ồ, cái đít tao bự vậy. Ồ, cái đít bình thường 96 đó. Bây giờ rồi chốt 5 đi 4, ok chốt. Cài áo hoa sót đơn, tình yêu thồng cúc phong áo bự không cái ơi. Rồi 45 triệu bán lỗ mà không mua lỗ lắm đó, 45. Không cơ, không cho giá 29 mà, giờ sao bớt 28.5. Đây mấy chị em có một cái dòng ban mềm ni tay 48, 49, 50 đeo được. Em sale dưới giá dòng ban mềm luôn 1 triệu 2 một gam. Không có chỉnh sửa ni được nha. Hai cái cham thương hiệu của LG. Ôi ơi khỏe. Hạ cái bạn xuống kìa bạn già ơi. 1707 sale 1 triệu 2.
Ban mềm mua tới 1.6 triệu, 1.7 triệu đó mấy chị ơi. Rồi đây chốt đơn 20.500.000, đi tay 48, 49, 50, 51 đeo dừa lên cho em la đi mấy chị, cái miệng không la chịu không nổi. Rồi nhẫn chốt đơn 8.9 triệu sao trơn triệu, đi tay số 9, số 10 chỉnh sửa đi được. Vòng tay đó ruột ban mềm 1.6, 1.7 triệu em sale cho 1.2 triệu một gam, 20.500.000 sale giá 1.2 triệu. Rồi ok chị yêu Quỳnh Nguyễn, ai được đẩy tên có hình cho xin tiền. Rồi lắc tay xả luôn cho 1 triệu. Vậy mà ngồi được đó mấy chị, vậy mà ngồi được, ngồi nãy ngồi không được. Con ơi cái căn bị khùng con ơi, xin cái căn khác con ơi, bay ơi bay ơi. Rồi sale cho 1 triệu, 13.500.000. 13.500.000 sale giá 1 triệu gam, cái miệng quen âm sầm rồi. Bà nào có volume lỡ bà bự quá thì bà dặn bớt đi đi. Em thông cảm giùm em đi. Rồi nhẫn sale cho 1 triệu, 13.500.000 chúc cho tình yêu Lan Nguyện 135. Hồi tối nha, hồi tối chúc vui nhiều nha. Trời ơi, cái này cũng được, cái này căng thịt ông nội ơi, nó căng này nè. 135 rồi chốt hết. Vậy là có nhiều chị lại tiệm em giữ quá. Từ từ người ta dàn xếp cho. La sùm lên chi vậy trời. Thiệt sự luôn, từ từ mấy chị, đâu phải đi cho tiền góp gì đâu. Tại vì từ từ nó giải quyết, cố tình la làng lên cái đầu lấy nhẫn y thinh tiền lại. Vừa được chữ người ta, vừa được lấy tiền y thinh lại. Ông nội mẹ ơi, con không dám bán nữa. Vừa thôi mấy chị, đâu phải làm dữ là hay đâu mấy ba ơi, tội chết mấy ba ơi. Rồi 13.500.000 em hết. Rồi mấy chị, cho xin lời chào nồng nhiệt đi. Ni tay 48, 49, 50, 51 đeo được. Em sale cho cái dòng dạng Lý Trường Thành Amaro full day luôn như thế này luôn. Sale cho 1 triệu 1. Giá cần tiền để nhập qua vàng 610. Em nhập quá nhiều rồi, bây giờ em đang cần tiền để em nhả qua bên kia. Tại vì nghĩ bên đây nhiều quá, nó đang không cân bằng. Ý 8 phần mà 610 chỉ có 3 phần thôi. Cho nên em đang cho nó hơi đồng đều chút xíu, 73 hoặc là 64 mấy chị. Rồi em sale cho 1 triệu 1. 18.240.000 cho 1 triệu 1. Hộp Amaro Luxury luôn mà em, full dòng luôn mà em, không có chỉnh sửa đi được nha. 18.240. Rồi chị Từ Kiều em để cho kế bên, hồi tối đông vui bây giờ này mấy bà ngủ trưa rồi. Nhẫn là 8.900.000 sale cho 1 triệu, 8.900.000 sale cho 1 triệu. Mấy bà cho em vô quá. Cái gì mạng gì nhóm mạng rồi đi mấy chị, nhóm mạng rồi đi. Rồi em chốt chai đây. Với lại mấy chị ơi, bớt giả mạo giùm em, nhắn tin xong cái kêu chị ơi chuyển tiền đến Thanh Hoài. Đến Thanh Hoài thì đừng có mua. Trời ơi tội nghiệp em. Còn ví dụ như mấy để cho người khác mua đi mấy chị ơi. Alo alo tôi nghe nè, tôi chốt cho tụi đi Thu Văn nè. Nhắn 8.900.000 sao cho 1 triệu. Y chang như giỏi nhắn sòn của tôi luôn mà tôi đặt 5.4 bên đây. Mày đặt bên đây 5.4 nè, mày đang mua hộp bự bự gì nè. Mẹ nó mẹ không có tiền chứ mẹ mua. Mẹ bị khùng mẹ. Hồi tối ba người mua chốt không kịp không. Bơm mấy chị. Bơm ta nói nghe, bơm bơm bậy bậy. Có nhiều bà nít mới tạo ba bữa luôn, dẫn ly hại tôi nữa. Em sale cho cái dòng nón lá luôn cho mấy chị luôn, giá tuyệt vời luôn. 1.500.000 một gam, sale trơn 1.1 triệu. Và bên phong cách của em là phong cách nó hơi chợ cá một chút xíu, cho nên nó cái sự sang chảnh nó không có ở đây nha. Nhưng mà bình dân giản dị dễ thương và chợ cá thiệt tình, chứ không có chợ cá gọi là điêu ngoa xảo trá nghe mấy chị ơi. 16.258.000 sale trơn 1 triệu 1. Nhẫn là 8.900.000 sale trơn 1 triệu. Xuống tiệm có được bớt không ạ? Nở nụ cười xin tấm hình được bớt gái yêu. Bông 3D khoảng 1.3 triệu. Quá đơn đổi mẫu tính 1.1 triệu. Tính kỳ quá ha. Mình cứ nói mình chốt like dùm tin là được rồi. Đi kêu bớt thôi có gì đâu cây. Trời ơi chuyện nhỏ như con thỏ. Rồi 16.258.000 16258. Với lại mấy chị đùa ý á, nó tới mười mấy giá. Có giá 1 triệu, có giá 999.000, có giá 1 triệu là 50, có giá 1 triệu 1, 1150, 12, 1250, 13. Maximum là 1499 chứ không phải là mẫu nào cũng bằng nhau. Có nhiều chị kêu tại sao không trừ ngang qua đi. Nếu như mấy bà đồ trơn, thí dụ 1.2 triệu đi. À, mấy bà đổi qua đồ hộp tôi tính có 1 triệu là 50.000. Cái khúc dư 150.000 sao không tính mấy ba. Tính lúc mấy ba lựa đồ bi, cái bắt đầu cao hơn 100, 200.000, cái bắt đầu mấy ba la làng. Nó không có cùng giá với nhau cả nhà. Thí dụ như bây giờ mình mua có cao hơn, mình mua có rẻ hơn. À, chẳng hạn gì mình mua muốn rẻ hơn, mình lựa đồ hộp rẻ hơn. À, chứ đâu phải là kiếp trừ ngang qua trời à. Chắc em đi nhảy cầu quay quá mấy chị ơi, tội nghiệp em. Huệ Hồ giùm em sale cho 8.900.000. Sòn em nhiều lắm nha, em lên một tiếng này ý đi. Chút xíu em lên nha mấy chị. Em về 100 đâu bông sòn có luôn chủ. Này con 8.900.000. Chứ đâu phải đồng giá với nhau đâu, kiếp trừ qua. Rồi một cái dòng nón lá sủng luôn mà em nè. 16.258.000. Đồng hồ con chụp cho chị yêu Nhung, Nhung Triều coi 22 đi con. Nhung Triều 22. Rồi ni tay em đang cầm ni tay 50, chỉnh sửa ni tay trong vòng nửa nốt nhạc giùm em nha. À, sợi dây chứ, đây nè cái áo em nè, Vipshop nè.
16.258.000. Em sale cho giá 1.1 triệu nha. Đi tay 50, 51, 52. Sale chân 1.1 triệu. Rồi bông tai siêu đẹp luôn mà em. Nhất cái nách luôn mà em. Giá chuyển 3 triệu cũng được tình yêu ơi. Khách nào khách cũ thì chuyển đủ cũng được. Khách mới chuyển 2 triệu 3 triệu thôi. Khách cũ á, cũ mới gì trong tỉnh ngoài tỉnh gì nước ngoài nước ơ gì. Một số tài khoản sau lưng trên đầu em. Y chang bông sòn 61 triệu nha. Rồi chốt giùm em 6760. 6760 và chốt like giá ca rẻ nha chị, chốt tiệm cao hơn chút xíu nha. Chứ không có vấn đề mua tại tiệm sẽ bằng trên like, trên like là rẻ nhất, tại tiệm sẽ cao hơn 1 gam 50.000, 100.000 tùy mẫu. Nói thiệt luôn. Rồi ok chốt đơn luôn mấy em này. Chỉ có ngày khai trương là em sẽ bán 3 ngày đó bằng giá like hết, em hạ hết. 6760 sale cho giá 1.1 triệu. Đẹp tuyệt vời chưa? Rồi chốt. À ok là. Rồi lên luôn giùm em. Em có một cái dòng mo này luôn nha mấy chị luôn. Mo nhẹ luôn mà em, ni nhỏ nha. Ni nhỏ ni 48, em sale cho 1.150.000 luôn mà em này. Rồi em chúc tình yêu Lê Thị Ngọc Giàu. Có những chị yêu nha, chuyên gia chúc vui nha. Khách mới chúc vui tội nghiệp em nha. Rồi khách cũ chuyển khoản đủ cũng được, đi cho nhanh. Khách mới chuyển 3 triệu thôi. Rồi em sale cho 1.150.000, 11.900.000. Ni tay 48, 49 nha. Trở lại mà em, ni tay lớn nói ra được luôn mà em cái này. Mùng 10 âm lịch mấy chị ơi, còn 2 tuần nữa giùm em. 11.822 ga ni được nhưng mà ưu tiên ni tay nhỏ. 11.822 chưa Sài Gòn chưa ga, mới làm tiệm ở dưới đây xong rồi từ từ tới Sài Gòn nha. 11.822 trời ơi, Lucky thương hiệu Trà Nòi, cắt ni vô tư nha chứ không có ra ni được luôn mà em. Đây mấy chị, tối dành lộn chứ cũng bơm đó mấy chị, bơm ta nói bơm lã chả, bơm như mưa rơi mưa đá. Ni em đang đeo là ni tay 54 nha mấy chị ơi. Cắt ni được chứ không có ra ni được. Em chốt sập sàn với chị luôn. Hôm nay mà em giá rất là lên. Cái này cắt chứ không có ra ni được. Em sale cho giá 1.2 triệu nha. 1.2. Rồi chốt luôn em 35.750.000. Mấy bà mua cái này làm gì có giá này mấy chị. 11.822. Lắc tay 35 triệu. Ủa ê, cái này lộn mà nghe. Đưa cái căng khác con nó bị âm nè con ơi. Trời trời ơi. Khoan khoan, cái lắc này sai số lượng rồi mấy chị ơi. Dục cái căn nó đi con, nó bị âm rồi đó. Nó cứ âm lần 10 gam cái lên đường quá. Ờ ở hàng cho tới xó nhẹ dữ chạy. Rồi chốt giùm em 51.200. 51.200. Và nhiều khi còn có ông Trần nó chị Lan Hoàng ơi, mấy chị bơm lắm mấy chị Lan Hoàng ơi. Hồi tối có mấy chị nào mới tin, cái đích mới tin chưa bao giờ xuất hiện trong trang bay của em. À 51.200 đi tay 53 trở lại. Chị Lan Hoàng ơi vô trong coi mà em đi, chị gửi hình cho em đi cục cưng. Bông đang đeo này chốt với chị yêu giàu rồi. Và lộn vậy đó chứ, xuống xong là bơm không biết chịu gì. À, 51.200. Sell giá 1.2 triệu. 51.2 sell giá 1.2 triệu. Cái nào cũng nói thiệt. Em có một cái lắc rút thương hiệu Trà Nòi. Ni tay 55 trở lại. Em sell cái lắc rút mà cho mấy chị luôn với giá 1.2 triệu luôn. Trời ơi. Giờ mua rẻ quá trời. Hỗ trợ càng gấp cũng không được luôn chị. Em xuống like xong tầm 4 tiếng nữa em mới chuyển được chị ơi. Bà thương em khúc này nghe chứ giờ em biết làm sao. 7.2 triệu. 7.2 triệu sell cho giá 1.2 triệu. Trời ơi 55 trở lại. Dạ không hỗ trợ gì được rồi. Rồi 11.822.000 sell cho 1.150. Giờ này em đang ngồi đây rồi. Với lại em cũng đang like ở đằng nhà chứ không có đang like ở tiệm. 11.822. Rồi dòng ban phải không tình yêu. Nhẫn đẹp chưa mấy chị. Em sell cho giá 1.1 triệu. Rồi đồ đẹp đẹp không. Cứu em luôn đó mấy chị ơi. Sell giá 1.1 triệu. Lắc chân cực kỳ đẹp, đeo chân được, đeo tay được luôn mà em. Sell cho giá 1.3 triệu. 7.2 triệu em chốt với tình yêu nào đây? 11.150 là gì á? 7.2 triệu là chốt với tình yêu nào đây? Thảo Nguyễn. Dạ không chị ơi, mò bán chịu giá đó, chị em bớt không được chị ơi. 7.2 triệu sell giá 1.2 triệu. Rồi em chốt lắc chân cho mấy chị 4.4 triệu. Sell giá 1.3 triệu. 4.4 triệu sell giá 1.3 triệu. À, 11.822 em chốt tình yêu Dung, Dung Kim Ngô 822. Bán giá này là đi nấu cục rồi, bữa nay bán rẻ lời hơn mấy chị nè con. Chốt Dung Ngô Ngô. Rồi chốt đơn giùm em 4.4 triệu sell giá 1.3 triệu. Rồi chốt tình yêu Kiều Nữ giùm em lên đơn 44. Nhà đang sửa cho nên mọi vấn đề nó hơi bị chậm á, mấy chị thông cảm giùm em. Bụi bay đòi đầy đầu hết trơn. À, rồi nhẫn em chỉnh sửa đi được luôn em sell cho giá 1.1 triệu. Chốt giùm em là 8.100.000 giùm em á này. 8.100.000. Rồi xúc xích là 11.822. Chị Quy Linh điện nhầm em chị ơi, 03396 số 2. Đẹp cực kỳ chưa. 8.100.000 nè con. Dòng này tao mua gòi nè, lắc chân tao mua gòi luôn nè con ơi.
81 sale cho 1,1 triệu, giá xả không mấy chị, chứ không có giá bán lấy tiền đâu. Rồi lắc ban này mấy chị, đẹp cực kỳ, ni tay 48-58 đeo được luôn em này. 48-58 đeo được luôn. Em sale cho mấy chị giá 1,2 triệu. Rồi em chốt cho mấy chị luôn 8,1 triệu về nail Nguyễn Kim Hiền. 81 sale 1,1 triệu hết. Dạ mấy chị, vui vẻ mấy chị ơi, không mua thì xả trên like giùm ta, công đức vô lượng. Nói tới cái chuyện mà bơm like người ta mất đức mà mấy chị cũng mi ghen vậy luôn. Bữa nay quạo rồi đó mấy chị. Rồi chốt đơn làm em 48-50, 52, 54, 56, 58 nó được. Em sale cho giá 1,2 triệu. Rồi em chốt mấy chị là 15,3 triệu 153. 15,3 triệu 4,4 triệu em để sao chịu Thanh Nguyễn chị kế bên. Dạ cũng bán được mấy chị, tới 180 bill chắc bơm khoảng 35 bill. Dạ 15,3 triệu nhà mà em sale cho giá 1,2 triệu. 15,3 sale cho 1,2 triệu. Rồi lắc tay này nó 3 tầng luôn gì dùm em, đồ bi hàng cao cấp nó dính chung với nhau luôn gì nè mấy chị. Em sale cho mấy chị luôn giá 1,2 triệu. 3 hàng bi dính với nhau luôn cho giá 1,2 triệu. 15,3 triệu là dòng, cái đó là lắc ban, không không có dòng chị ơi, hôm nay em không có dòng. Trời ơi, đẹp tuyệt vời cho cái lắc ban đó, đụng hàng em đền 15,3 triệu. Gửi đồ về điện hotline đi tình yêu ơi. Rồi, em chốt luôn cho mấy chị luôn cái này, 13,530,000. Dạ dây sẵn rồi, tối người ta lên đơn rồi cục cưng ơi. 13,530,000 giùm em. Nhân viên chuyển tiền trả cho em đi, vợ Giang Thanh con. Chút xíu sau 4 giờ mới chuyển được nha gái ơi, xuống live xong tôi mới chuyển được nha. Rồi giùm em, lắc này là 3 hàng luôn mà em, nói chỉ có một khóa luôn mấy chị ơi. Có một khóa luôn em, chút xíu em kêu chị mẫu việc cho người ta đi con. 13,500,000 135 xe cho giá 1,2 triệu. Rồi 13,500,000. Rồi chú tiểu yêu tiền Nguyễn 135. Rồi xe cho 1,2. Dạ dòng ban ha chị yêu. Hồ bông tai siêu đẹp nè. Bông mới mấy chị ơi, giá 1,350,000 xả luôn một còn đôi cuối cùng, xả luôn cho 1,2 triệu. Rồi em chốt mấy chị luôn bông này 6,9 triệu. Bao đẹp tuyệt vời. 6,900,000 giùm em ha. Lắc chân em hết rồi trăm trần ơi, em qua mẫu rồi. 6,9 triệu, một đôi duy nhất nha cả nhà ơi. À, đẹp xỉu. Trương Thị Thu Cúc giùm em 6,9 triệu xem 1,2 triệu. Rồi lên đơn em Trương Thu Cúc xem 1,2 triệu em hết. Rồi những này 5 em còn 1 em xả luôn cho mấy chị giá bữa nay tuyệt vời luôn em, quá trời đẹp y chang sọt. Em xả luôn cho mấy chị giá 1,2 triệu nha. Hỏi mấy chị nhớ cái vỏ sọt này em đeo 160 không? Cái hộp 2,9 triệu không? Rồi y chang như sòn luôn em. 15,750,000. 15,750. 15,750,000. Bên hông bên trên luôn em, giá quá tuyệt vời. Rồi bông tai em hết rồi cả nhà ơi. 15,770,000 sale giá 1,2 triệu. Còn chiếc cuối cùng 15,770. À, rồi chị yêu xinh đẹp ơi, đây em có nhẫn 3 AMR. Ni em chỉnh sửa ni được, mấy chị muốn đeo muốn giữ muốn nhanh, đẹp hơn sòn luôn em mấy chị. Em sale trơn 1,1 triệu. Rồi em chốt với tình yêu nào đây? À, chị Nguyễn Đào với chị Nguyễn Tiền. Nguyễn Đào đầu tiên và chị Nguyễn Tiền kế bên. Rồi ok, Nguyễn Tiền kế bên nha. Rồi nhẫn này em chốt đơn với chị luôn 1,1 triệu. Giá xả mấy chị ơi, xả banh nóc 6,820. 6,820,000 sale trơn 1,1 triệu. 6,82. Thu Dân xả 18,240. Lấy ra bán người khác không rồi. Rồi cứ xả like cho người ta vậy đó mấy chị. Chứ chốt cho cái sang sang không mà, cho thấy giàu không mà buông gan vậy là tiêu người ta rồi. Rồi sale cho 1,1 triệu. 15,750,000 nay chốt rồi nha con. Chốt 2 chiếc luôn đi con. Rồi em chốt tình yêu Tú Quyên 6,82. Rồi ok chốt đơn. Đây nhẫn siêu đẹp luôn men. Em chốt cho mấy chị giá 1,050,000 một gam. 1,050. Dạ chút xíu xuống like xong giải quyết chị ơi. À, có đẩy vô rồi. À, như giờ rồi em đang lái đây rồi, làm sao bây giờ chị? Làm sao bây giờ chị thông cảm giùm em. Em lái 2-3 tiếng rồi em xuống em chuyển liền cho mẫu việc liền. Chứ giờ ngồi lái đây rồi bà thông cảm giùm em, thông cảm 2-3 tiếng đi chị yêu. Bàn số 7 giùm em chốt đơn cho 1,050,000. Con hỏi với chị Phương Quỳnh á, à, kêu anh Tùng á cho mượn tiền á, chuyển á, kêu chị mẫu việc cho chị đó đi con. Để mất công chị nói tao hoài trên đây tao mệt lắm. Nhịp nè. Rồi bông tai ISL em xe cho giá 1,1 triệu. ISL xe cho 1,1 triệu. Rồi em chú tình yêu Ruby Nguyễn ban số 7. Chú chị mẫu mượn nợ anh Tùng, chú xíu xuống lai xong trả lại, sáng mới mượn 40 mấy đó. Rồi ISL em 6,3,30.
6.330.000 dùm em. Trời mấy chị, giá tuyệt vời. À, giá quá tuyệt vời nè mấy chị. 6.330. Sale cho giá 1.100.000. Không ai không trả hết chị gái ơi. Nhưng mà giờ để like xuống mới trả được chứ nhân viên làm gì có tiền để trả. À, rồi 6.330 em sale cho giá 1.100.000. Rồi con chốt ban số 7 tình yêu ruby. Chị kia xả 682 lấy cái luôn rồi con ơi. Dạ chúc Quyên ơi, người ta mua luôn rồi chúc Quyên ơi. À, người ta lên trước rồi cục cưng. Rồi xả 682 đi con gái. Rồi 633 em chốt tình yêu Hường Nguyễn xe 1.100.000. Giá xả cản nha mấy chị ơi. Thiệt giá này mấy chị mua không có đâu hết. Có một mình em thôi 633. Rồi ok chốt đơn hết 1.100.000. Dạ không có nít nào thiệt hết đó em ơi. 3 nít, 5 nít, 7 nít là giả. Chốt đơn những nhất cái trang Vinh đang like thôi nè. Trang Vinh đang like. Rồi đi tay số 11, 12 em full night luôn. Em sale cho giá 1.100.000. Rồi chốt luôn em này là 7.200.000 dùm em. 72, 682 với 182 lấy ra bán lại người khác đi con. Rồi gì ok vậy là không xả ha. Ok chúc Quyên không xả. Ok cục cưng. Ok cục cưng ơi không xả. Rồi chốt đơn em 7.205.000 sale cho 1.100.000 nha. Đi tay số 10, số 11 đeo được. 7205. 7.205.000. 3 nít, 4 nít đều là giả đó mấy chị xinh đẹp ơi. 7.205.000. Có gì đâu mắc cỡ em. Thiếu nợ trả tiền thôi. Đâu có giật ai đâu mắc cỡ. Mắc cỡ là mắc cỡ cho em á. Tối ngày mà đi lấy nít giả. À, đi lên là ngon lấy nít thiệt cái nói chuyện. Rồi chặn luôn cho nó khỏe. Rồi ok chúc đơn. 7.205. Ok tình yêu Nhi Nguyễn xàm xàm. Xàm xàm ba đĩa cho lên đường. Rồi chúc đời mẹ em này. Nhẫn này em có 5 con. Đi tay số 9, số 10, số 11, số 12, số 13 mẹ em. Sell cho giá 1.100.000, 1.200.000 nha. Em về được 6 con cho bạn này nha. 5.220. 5.220.000 nhà mẹ em sell cho giá 1.200.000. Đường kính 17 là đi số 13 đó cục viên. 5.22. VIP mấy chị ơi. Nếu mà sòn luôn hộp luôn chủ luôn gì mấy chị mua giá tầm 70.000.000. 6 con dùm em nè. Ồ, giá đẹp tuyệt vời dùm em. Ngắn gọn xúc tích. Dạ. Không có mệt mấy chị. Mệt với sợ luôn. À, 5.220.000 tại nhà đang sửa đó mấy chị. Cho nên là di chuyển nó hơi bị khó mấy chị ơi. Ngay tại tiệm tụi em cũng không việc được nhanh được. Tắt đèn, tắt khu hết trơn. Rồi mấy cái máy điện thoại cũng vậy. Cho nên nó hơi lâu trong khúc này. Mà mấy chị biết rồi. Mỗi lần sửa nhà là tóc chán thôi bay hết. Năm em sửa một lần. Rồi ok tình yêu Yến Linh. Ok nụ cười nắng mai. Dạ, người mua thì không nói mà làm sao xàm xí đú vô hoài. Mà nó từ đợt dịch tới giờ, nó ám em từ đợt dịch tới giờ nó mấy chị. Mà em cũng chịu đựng nó nhiều năm rồi đó. Rồi, cháu cho Nguyên Lê. Bởi vì không bao giờ giàu được, không bao giờ đẹp được. Dạ, ok, tình yêu Trâm Ngọc dùm em. Dạ, đường kính số 15 á tình yêu. Chắc ni cỡ số 8 rưỡi á tình yêu. Đâu em đang đeo. Rồi, ok, tình yêu Trâm Ngọc. Lắc tay, 51.200.000, sale giá 1.200.000, ni tay 52 trở lại. 51.200.000 xe cho giá 1.200.000. Quá trời xuất sắc luôn em cái này mấy chị ơi. Dạ cảm ơn chế Kim Kim Quan Chu Chi 4 hàng len luôn em nè mấy chị khóa đẹp. Hôm nay mấy cái này mấy chị mua chỗ khác không dưới giá 68.000.000 đồng. Vì mình phải mua trên giá 1.500.000 một gam. Chứ không có giá 1.200.000 gam. Ok tình yêu Trâm Ngọc ơi. 51.200.000 đăng bán đi con. Rồi nhẫn này mấy chị em về được 3 con. Đẹp quá. Bữa nay xả cho bà giá cần tiền 1.150.000. Mấy chị biết hôm nay vàng lên bao nhiêu rồi. Hộp tất cả từ A tá Lộc Luxury luôn em cái này. Rồi em chốt đơn mấy chị luôn 7.245. 7245, 522 chốt tình yêu nụ cười nắng mai nè con. Rồi sạch nha. 7.245.000. 1.150.000. Em có 3 con, nhẫn này 2, 4, 5 viên hàng cao cấp. Đây nhất cái nách chưa à, xỉu đẹp luôn em này à. À. Năm 2020 rồi em chốt cho 7.245.000 kêu với mẫu việc đi mấy chị. Em có nói mấy chị đó thông cảm giùm em tại vì nhiều khi giờ đang sửa không có chỗ mà để duyệt đó mấy chị chứ bình thường tụi em làm cũng nhanh lắm mà mấy khúc này đang sửa nhà sửa cửa lum la còn tuần nữa là xong rồi mong mấy chị thông cảm. Chứ giờ em cũng không có chỗ ngồi để phải chạy về nhà để live stream nha mấy chị nè. Mà người khách mua thì không nói. Chầu rì không mua mà đi nói xàm xàm hoài. Ngon mà lấy nít thiệt nói chuyện với hơi đầu lấy nít giả. Những người giả là người là em không thèm quan tâm. Rồi 51.200.000. Cái kiểu mà đi phá người ta mấy chị. Chứ lại mấy bà cũng thông cảm. Bill em đông quá làm không có kịp mấy chị ơi. Nhân viên mấy chục đứa mà làm cũng không kịp. Sell cho giá 1.200.000. Chứ mấy chị thấy em đâu có dở tới nỗi mà ít bill mà em làm không kịp đâu. Tại ngày mấy trăm bill làm không kịp.
cả bán hình, bán like nữa, bán khách sĩ nữa, 16.284 nha. 16.284, xem mấy chị 1.24 tắt 2. Đó, quá trời đẹp chưa? Ok chứ thì yêu tí Phượng nhầm em. Kêu bé Duyên đó không? Rồi, cái này mấy chị muốn si trắng khúc này cũng được nha, tốn 100.000 nhầm em. Rồi, 16.284. Rồi, ok, chút đơn cho 1.2. Lắc tay có mua rồi nè con, bông tay có mua rồi luôn em nè. Mấy chị thấy cách chút đơn em không? Em chút mũi lên trăm mấy bill là bình thường, làm không kịp. À, rồi ok chị yêu Nga Tàu dùm em 7284. Ok gái. Rồi thank you so much. Rồi lắc tay em chốt cho mấy chị luôn, giá tuyệt vời luôn, 1.150.000 một gam. 1150 chút xíu Vinh lên sòn sale cho tình yêu ơi. 14.660.000. 14.660. Mi tay 48, 50, 52, 54, 56. Trời ơi đẹp mấy chị ơi. Xỉu. Gọi em chú chịu Thảo Trang 1466 sell cho 1150. Rồi con để chữ vú bên hông, chữ Trang với chữ vú vô cái gì vú lấy cho nó nhanh coi. Rồi chốt đơn ok hết. Không phải quần áo cho nên không có in giấy từ được chị ơi. Không có quần áo bên em nó khó lắm. Nên bán nhiều quần áo nhiều khi nó lấy nít giả vô nó tạo nó hại hoài đó, giống như nhỏ nãy nhỏ Lan Lan đó, nó xài giả mạo nó hại hoài đó mấy chị, chứ nó phải nói thiệt đâu. Mấy chị đi con người ta sống tốt, ai đâu mà ác độc như vậy. Phải chi khách hàng mà mua đồ nữa mấy chị, tàu lao không lấy nít giả đó. Cho nên mấy chị đi muôn đời á, muôn đời là dưới bằng chân người ta không mà chứ bao giờ mà bằng được. 6.800.000 sell cho giá 1.1 triệu. Trời ơi đẹp xỉu, không cần đeo sòn luôn cả nhà ơi. Ghép nhà em không cần đeo sòn. Ok tình yêu đổ gian, chị thấy đổ gian 6.8 sell cho 1.1 triệu. Rồi bông vua nhà mấy em chốt đơn mấy chị luôn giá 1.1 triệu. Bữa nay em bán giá quỷ diệt đó mấy chị ơi. Rồi kem tươi không em hả, sell cho 1.1 triệu. Rồi xã 52 chốt đơn tình yêu rồi. Em để sao tình yêu Khánh Kim nhà em 6.8. Rồi bông vuông chốt đơn em 6.280.000 sell cho 1.1 triệu. Bông 6.8 em hết rồi tình yêu Nguyễn Trăng ơi. Dạ tào lao không mấy chị. Mà từ đợt dịch đó mấy chị, trời ơi hành hạ em. Nó nói nó đặt cọc cho em này kia kia nọ đủ các kiểu trên đời mấy chị. Mà có đặt cọc đó mấy chị, nó xàm dễ sợ luôn. 6.280 dùm em sell cho giá 1.1 triệu. Nó dốc mà tỉnh bơ. Rồi ok em chốt đơn cho tình yêu An An 628. Rồi chốt hết. Em có một cái mặt vuông nhỏ cực kỳ đẹp luôn em, sell cái giá 1.1 triệu. 1.100.000 một gam. 6.8 Vinh hết trơn rồi cục cưng. 3.3.5 sell cái giá 1.1 triệu. 3.690.000. 3.690 sell cho giá 1.1 triệu. 6.28 em để sao tình yêu Trúc Trần nha. Ok gái 6.280 lên. Mặc dây chuyền siêu đẹp luôn em cái này. À, đẹp cực kỳ. Rồi bông tai em hết. 3.685. Em chú ơi chị yêu Linh Mai 3.685. Rồi sao cho 1.1 triệu em hết. Rồi bông vuông nữa. Đẹp chưa mấy chị? Đẹp nhất cái nách luôn. Em sao cho 1.1 triệu tiếp. À, đẩy messenger gọi cái An An ơi. 6.280 cưng. Chắc nó đang chụp hình hay chậm xíu. Không cần chụp đề, chụp led cho đâu nha con. Chụp bình thường nghe con. Rồi cho em 6.970 sell cho 1.1 triệu. 6.970 sell cho 1.1 triệu. Ai điện con ơi đây. Rồi lên 6.970. Rồi dòng tai ban ni tai 48-51 đeo dừa, sell luôn cho 1.1 triệu. Chơi luôn, chơi xả cho mấy chị luôn. Và chị gửi về thêm tăng đôi tầng ten, không có lấy phí, chị tính thêm vàng thôi gái ơi. Còn đổi thì lỗ 10% trong tháng nha. 20.850.000 sell cho 1.1 triệu. Đẹp chưa mấy chị, sang lắm tay. Ni tai em đeo có dừa gái ơi, ni tai có 51 trở lại à. 20.850.000 sell cho 1.1 triệu. Mặt dây chuyền 3.685 chốt đơn giùm em cái này. Đó. Dạ người ta vô nói tào lao người ta chửi chết mấy chị. Mà tại vì mấy chị biết không, em biết tu lắm. Không phải người ta vô đức, vô đạo, vô thiên, vô pháp như vậy mà mình giống người ta được. À, người ta đã có con người của người ta không biết đạo đức rồi. Đúng chưa? À, chén cơm của người khác mà đi đập để làm gì? À, phải chi mình là khách hàng mình mua đâu. À, gặp người khác người ta chửi vô trong mặt. Nhưng mà tại vì em cảm thấy cái chuyện đó đang là cái người đang là vô minh. À, mình đang tội nghiệp cho người ta. Biết chừng nào mà đẹp được nổi, lúc nào mà giàu nổi, biết được nào mà được hạnh phúc nổi. Vì cái bụng của mình là cái bụng gươm dao gắn kết trong đó. Thì làm sao mà giàu đẹp nổi được mấy chị. Rồi chúc đêm em bông tai 6.960.000 sell cho 1.1 triệu. Dòng tai ban dùm em cho con gái ha. Rồi ok chốt, quá rẻ ha.
20.850.000. Con em đeo đẹp luôn. Dạ đúng rồi mấy chị. Bông tai 69-60. Chốt gì yêu từ kìa đúng không? Dạm chất nên yêu Nguyễn Hà. Gặp người khác ha, chỉ cần vô gì thôi là trâu chân mày xử mấy chị liền. Mua đồ sale làm gì được đổi mẫu mà có chuyện mà đổi lỗ 500.000. Mua đồ sale là không bao giờ được đổi mẫu. Làm gì có chuyện mà đổi mẫu sale 500.000. Ai mà dễ thương như em mấy chị. Làm gì có chuyện mua ít 1 triệu 2 triệu mà ship đi cho mấy chị. Phải dồn đơn mới đi cho mấy chị thôi, chứ làm gì có chuyện đó. Mà thấy em hiền vô đây muốn nói gì nói, chặn khỏi nói nhiều. Đợt trước cũng qua khích đó mấy chị. Đợt trước qua khích sang bên kia này kia kia nọ vậy. À, mày có ngon mà lấy cái nick thiệt ở đây nè mày khích. Đó, giọng thứ giả mạo. 1.950.000 xe cái giá 1.3 triệu. 1.950.000. Rồi em có một sợi dây này là hình này là con gì ta? Chết rồi, con này con gì vậy con? À, hôm nào lại 610. Em nói gì 610 em về nhiều lắm. Bữa nay nó lên cho có khoảng 25 mâm 610 rồi mấy chị. 25 mâm 610 á, vàng á, bây giờ nó còn nhiều hơn vàng ý luôn rồi. 1950 dẹo cười hoài, 3-4 thùng mà chưa bắn tem kìa, bữa nay về nữa kìa dẹo. Chưa có ai làm kịp luôn. Bây giờ không có làm kịp mấy chị, mấy bà thông cảm giùm em đi mấy chị. Nhiều khi em muốn like ngày hai chớp, em là cái đứa không có sợ cực mà làm không có kịp mấy chị ơi. Làm không kịp. Em không có sợ cực đâu, em hứa với mấy chị là em ngồi em like nổi. Nói làm bèm mà có tiền sướng chết nam gỡ ra con. Nhưng mà mấy đứa nó làm không kịp. Phải chi mà 20 đứa này nó cân em nổi, bây giờ 20 đứa mà nó sự nó vẫn không có có theo em nổi. Em chốt cho dòng ban mấy chị đi tay 48-50-5-24. Đeo không gì cũng đẹp luôn, em muốn xỏ cho em cũng được. Xem giá 1.250.000. 1.950.000 ta mua rồi nè con. Rồi dây chuyền em xem cho mấy chị giá 1.200.000. 1.250.000. Rồi chốt đơn mấy chị luôn 10.250.000. 10.250.000 nhà em xem cho giá 1.250.000. 1.950.000 em hết rồi. Trời giờ này đau nắp. Mà không nghe luôn á. 10.250.000. Đó. Đẹp xỉu chứ mấy chị, đeo không gì cũng đẹp luôn. Cái khóa này mấy chị tự về nhà mấy chị muốn mít trăm bạc. Mít cái nào cũng được luôn em này ha. 48-50-5-2-5-4. Rồi dây chuyền em sale cho mấy chị giá 1.200.000, 1.950.000 dính hết trơn rồi. Ok tình yêu Kim Hằng. Ok gái yêu. 7g36 sale giá 1.200.000 với lại trên đây giả mạo nhiều lắm mấy chị. Mấy chị cần gấp mấy chị kêu em là inbox liền nhà em, còn không cần gấp cần mua hình này nọ thì inbox baby được rồi mấy chị. Rồi 10.250.000 và trăm sẵn đó mấy chị, có trăm sẵn lẻ đó mấy chị kêu nó để giùm em. Rồi chúc tình yêu Owi Owi 8833. 8833 giùm em, dây chiều dài 4 tấc 4 tấc 2. 8833, đẹp xỉu chưa mấy chị, gái yêu xinh đẹp. Dạ ok giùm em chương thì em cúc bông trà nồi hả chị, có gửi hình bông trà nồi cho cô chị yêu chung cúc cho con. Con vô chữ trà nồi đó mẹ, mẹ ghi chữ trà nồi cho cô đó, chữ C đó. C là trà nồi nha. Ừ. Rồi. Rồi 10.825.000 giùm em. Rồi chốt cho Thái Hoài, chốt cho Mỹ Mỹ hết. Ok, rồi chốt đơn 10.250.000. 10.250. Con nói với chị Duyên á, cái chỗ mà đục gạch hồi này, cái chỗ mà bên mẹ để vàng đó là nó còn hở nha. Lấy băng keo dán lại đó, ký tên lên trên đó đi, người ta móc lấy được vàng ở trong đó nha. Cái chỗ mà thường thường mẹ ngồi đó nhớ không? Dạ. Móc lấy được nha. Tại gạch khoan vô lủng lỗ nguyên cái chỗ đó rồi đó, kêu lấy băng keo. Ký tên lên trên đó nha, còn không lấy keo silicon á dán nó đi. Chừng nào ấy gạch đấy chứ người ta thọt vô người ta móc cây là lấy vàng ra được đó nha. Rồi sale giá 1.200.000. Hồ mấy chị ơi bao đẹp luôn em, y chang như sòn. Y chang như sòn, sale cho mấy chị luôn. Gửi lộn mẫu là gì cục cưng ơi. Chị cho xin lại cái mã đi chị ơi, chị gửi hình vô lại đi, chút xíu gửi hình vô lại em đi. 31g03 sale cho 1.100.000, 4 tấc 2. Đẹp quá mấy chị ơi. Em nói thật sự nha, nhiều khi bây giờ em coi TikTok á thấy mấy chị mua cả tỷ bạc. Đeo cái này vẫn được nè. Bản thân em chủ tiệm vàng, nhiều khi em vẫn đeo hột ghép nhà em. Em cho cái đeo cái những sòn thôi, còn mấy cái này em vẫn đeo. Đồ ghép được luôn, cái khóa nằm đây nè mấy chị. Siêu đẹp luôn em này. 34.133.000, 1.100.000 một gam. Đây, nó gì? 1.100.000 gam nó là gì nè mấy chị? Đó, đang nằm gì? Dạ không có 1 triệu nha. 34.133.000 sale cho 1.100.000 nha. Nào con.
gãi này lại bị tao kêu đeo có ghe đó nhỉ. 1250. Đây nó là gì nè mấy chị? 34.133.000. 34.133. Đúng cái lỗ này móc vô. Nó chụp quá đơn giản cho bạn chưa bạn ơi? Chụp quá đơn qua là đi đó bạn ơi. Còn chưa chụp quá đơn qua là chưa đi. Chụp quá đơn giản qua đợi bữa hay bữa bạn nhận được nha. À, đeo vô nó gì nè. Tao tôi không thấy đường mấy ông nội ơi. Rồi tôi móc ngược đây đây. Cái lỗ chỗ này nè. Đó. Cái lỗ chỗ này. Cái lỗ chỗ này nè mấy chị. À à đó. Đó lên cổ nó là như vậy giùm em. Sale cho giá 1.100.000 nha em. 34.133.000 sale cho 1.000.000. Để em đeo lên cho em sang coi. 1.100.000. 7271 7105 em hết rồi chị yêu nắng ban mai ơi. Nụ cười ban nụ cười đá tắt. Đó. Rồi chốt 34.144.000. 34144. Rồi em có một bông túi tiền này luôn. Em sale cho mấy chị luôn giá 1.150.000. 1150. Chị nhận được những sòn á chị. Giờ hỏi tối không nhớ rồi chị kiếm hình gửi lại em được không? Kéo đường link giùm em đưa cục vàng. 4760. 4.760.000 sale cho 1.150.000. Rồi 4760 sale cho 1150. Trời ơi lắc tay siêu đẹp bà con ơi, trước mắt nó chưa có toàn ten tăng đưa nha. Nó hai bề luôn mấy em này, sale cho mấy chị giá 1.200.000. 4760, em chốt tình yêu Thu Nguyễn 476. Rồi chốt đơn. Đẹp rẻ độc lạ, mấy chị mua thị trường bây giờ mấy chị mua 1.500.000, 1.600.000 rồi. Không có cái giá mà bán lắc mồng 1.250.000 đâu. 8.260.000. Ni tay 48, 50, 52, 54, 56 được luôn. Thế gì mấy chị thêm tăng đôi toàn ten nha. 8.250.000. 8.250. Có lên sòn nè, tại một tiếng sòn, một tiếng ý thì còn 20 phút nó lên sòn. 8.250, sale cho giá 1.250.000. Giá di chuyển là 34.133.000. Rồi em chúc tình yêu Thủy Bích 8.250. 8.25, rồi bé hết. Lắc tay ghép. Chị nào ni tay nhỏ là vô mánh nha. Ni tay này tầm chiều dài tất 55 trở lại được rồi em khóa có hộp. Ni tay 48, 49 trở lại em là siêu da. Em sale cho mấy chị luôn giá 1.000.000 nha. Lắc tay hộp ghép vuông nha mấy chị. Đầu khóa có hộp, hàng cao cấp luxury luôn em. Hàng này hàng đặc biệt. Chỉ do là mấy chị kén ni. Ni tay nhỏ, ni tay 48 đeo dừa. 17.700.000 dùm em. Đồ sale không thay cham, không cắt gì nghe cả nha. Không có lo lấy đầu này nói đầu kia nha. Rồi em chúc chị Thảo Trang 177 bữa nay kèo thơm không. 17.700.000. Dây đang đeo là 34.130.000 chứ ơi. Rồi chốt đơn nha tình yêu chế hết luôn em. Đây đeo bông chữ H. Siêu đẹp chưa. Rồi ơi tao đùng. Em sale cho giá 1.200.000. Chốt đơn giùm em là 10.008.000. 10.008.000. Em để sao chịu Yến Linh 177. Mã sao chị Yến Linh 177. Rồi chốt đơn em 10.000.000 mã đôi bông này. Ai lấy comment mã số 1 tao đùng luôn. 1.199.000. Em chúc tình yêu Phan Trọng Nhân 1.199. À, đẹp xỉu chứ mấy chị. Tay lắm không có cần đeo sòn mấy trăm triệu chứ. Ba bông ghép ghép bự bự này đeo. Nhiều khi dư lắm thì hả đeo. Còn không dư lắm thôi đeo gì thì mấy cũng được mấy chị. Đeo độ chiếc nhẫn cho nó ok. Rồi nhẫn vuông ghép. Em sale cho giá 1.100.000 một gam. 11666. Chúc đơm em 7.330.000. Đi tay chỉnh đi vô tư bên hông bên trên rồi em. Em sale cho giá 1.100.000 gam. 733. Rồi sóng này em lên sòn liền. 7.330. Sale giá 1.100.000. Lên. 733. 7.330. Sale giá 1.100.000. Đây. Em sale cho mấy chị luôn giá luôn 1.100.000 luôn em này. Rồi em chốt cho Na Nang 1.100.000. Rồi chốt em 6.500.000 nhà em những đuôi phụng hoa mai. Như không? Thôi mập lắm nội ơi. Thôi. Đường không? 6.500.000 xe cái giá 1.100.000. Đẹp tuyệt vời. Nè con 733 tao mua rồi nè. Dục xuống trước anh nè. 6.550. 6.500.000 nhà em xe giá 1.100.000. 6.550. Xe giá 1.100.000. Rồi em chốt đơn mấy chị luôn này mà em 655. Em chốt tình yêu Phát Nguyễn. Toàn mẫu đẹp không mà mấy chị ơi. 6550 sale giá 1.100.000. Rồi chốt từ từ em lên đây em nhẫn nhiều quá em lên nhẫn nha mấy chị. Rồi tiếp tục luôn em 6.000.000.
7 triệu 767 nữ hoàng có luôn một máy 3D. Rồi những nam có luôn cái ơi, sale luôn trai gái luôn 1.1 triệu nha. Bà nam model nè. 1.100.000. À, nó nhiều bây giờ. Lâu quá. Không ai làm tem con ơi, em ơi. Phải có người làm tem thì mới like được. 1.610 nó phải cộng tiền công tiền vàng like cực quá mấy chị. Có người làm một cái tem cái tạc ra cho em nhanh 766. Chắc làm tiệm xong mới làm được á. Những nam siêu đẹp trai mẫu lạ 15 triệu. 15 triệu giùm em, sale trơn 1.1 triệu. Nhà lòng trong nó gì nè mấy chị. Dạ, chiếc nhẫn kia là 767, nhẫn vuông. Hello Phương Hữu giùm em. À, rồi mặt này em chốt đơn mấy chị luôn giá 1.1 triệu đồ bi đó. Trời ơi, khủng khiếp chưa. Rồi em chốt cho tình yêu Huy Nguyễn, nhẫn tròn. Rồi nhẫn nam em sale cho giá 1.1 triệu luôn em, đồ nam nha. Rồi em chốt mấy chị luôn giá 1.1 triệu. Ai được đẩy vô có hình có đơn chuyển cọc giúp em. 6.800.000 sale giá 1.1 triệu. Nè mấy chị, mặc cái chuyện 6.800.000. Bao đẹp luôn, sale giá 1.1 triệu. Dây đang đeo là 34.130.000 bb. Đồ bi mà bán cho 1.1 triệu đó mấy chị ơi. Đồ bi, bi mà bán 1.1 triệu. Bán giá hết hồn hết vía đó. Rồi nhẫn nhỏ nhỏ nè, ai hỏi em nè. Móc máy hộp giùm em có 2 chiếc sale cho 1.2 triệu. 2 chiếc sale cho 1.2 triệu. Em có số lượng 2, 3.500.000. 3.500.000 mặt bi em chốt tình yêu Bích Tiền sale cho 1.1 triệu. Bây giờ mấy chị mua đâu có đồ đẹp mà giá này nè mấy chị. Em bán mấy chị toàn là giá buôn không. Nè con chứ phải giá lẻ đâu, con 68 tao mua rồi, 3.500.000 chốt cho Hiền Lê. Rồi, sale giá 1.2 triệu trong tủ còn chiếc. Rồi em chốt tình yêu Nhật Kim Anh Hiền Lê 35. Rồi chốt đơn hết. Đây nhẫn này em sale cho mấy chị 999.000 nhẫn vuông nữ hoàng em tặng. Rồi 3.500.000 sale giá 1.2 triệu hết. Rồi dây chuyền 34.134 tấc 2 đẹp lắm. Nó không nhìn cái khóa thôi là đã yêu thương đông đầy rồi mấy chị. 8.199.000. 8.199. Đơn giá là 1.500.000 giá thị trường, nhìn bán em có 999.000 thôi, mã của nó là 8199 em ơi. Rồi chốt cái Diệu Ly. Chốt chắc Biêu. Đó. Bông tai đang đeo chứ ơi, 10 triệu chứ ơi. Bông tai đang đeo 10 triệu. 10 triệu trăm trần ơi, bông đang đeo. Bông đang đeo 10 triệu. Rồi nhẫn nam gọn gọn tâm cấp Astro. Đẹp chưa? Em sale cho 1.2 triệu. Nhẫn nam hôm nay mấy chị phải mua giá 1.450 mấy chị mua rẻ được 25%. 11.666.000. 11.666. Đây lòng trong nó gì nè. Đẹp giả mang chưa. Dạ bạch kim chị ơi, em không có bán vàng trắng. Dạ bên chị bán đồ cao cấp thôi. Bán 610. Vàng 9, vàng 3 số 9 là vàng nhẫn. Vàng 24K là 98985 nha. Rồi vàng bạch kim Italy 750, vỏ sòn là 750, nếu có 14K em sẽ bán 14K. Đa số là em sẽ bán hàng kiểm định cho em, không bán hàng rời. Hàng rời là em đi chung với vỏ luôn, hàng đó em bao mấy chị là hàng VS, màu là tầm màu FMG, xanh sạch đẹp. Rồi chốt lên thì yêu Nhung Nguyễn, rồi dính hết chưa. Rồi những vuông ghép nha, y chang những sòn luôn mà loại phơm nhỏ. Em xem 1.150 thôi mấy chị ơi. 5.300.000. 5.300.000, rồi em để mã nhắn sau cho chị Hoa Hoa chứ những nam. 5.300.000 sale. À, có 1.150.000. Rồi em chốt tình yêu Phạm Thảo 53. 53 sale giá 1.2 triệu. À 1.150.000. Hàng đổi đeo trong vòng tháng thì lỗ 10%, quan tháng 15 em ơi, dễ mà. Nhà Vinh lỗ không có nhiều mấy chị ơi. À, không có nhiều mấy chỗ khác đó. Rồi mặt mẹ quan tâm Bồ Tát mấy chị ơi, giá 1.350.000 là giá tiệm bán. Mấy chị mua chỗ khác là 1.450.000, hôm nay giá vàng lên là 1.550.000. Em sale mẹ cho mấy chị giá 1.200.000. Không cần đeo sòn nha, tại vì mẹ này không có móc máy mấy chị. À, rồi chốt đơn là mẹ em này 1.200.000 nha. Lên giùm em là 10.368.000. 10.368.000, phía sau mẹ gì nè, mẹ đẹp cực kỳ mấy chị. Giác lòng luôn, mẹ ý mà mẹ đẹp cực kỳ. 10.368.000, mẹ em có lời, mẹ em lợi ích, em có lời nhiều mấy chị, em mong mẹ em có lời nhiều. Rồi kiền cổ có luôn cái charm thương hiệu LG. À, em bán nguyên con này cho mấy chị luôn, giá tuyệt vời, có toàn tan tăng đưa luôn em ha. Em xem mấy chị kiền cổ gục mềm luôn giá 1.200.000. Dạ 10.368.000. Rồi em chốt đơn tình yêu Tiếu Tiếu nè.
Dây là 34.130.000. 34.130. À, em hẹn gặp anh 3 giờ nha con ơi. 34.133.000. Mặt mẹ chốt cho Tiếu Tiếu 10.368. Xem triệu hai thả cho tim mặt mẹ nha. Rồi lắc tay nhỏ nhỏ xinh xinh nè, sale vui cho 1.3 triệu. Này lắc tay nha cả nhà. Rồi kiền cổ ông sale cho 1199, 23.740.000. Dạ, 23.740.000 rất là modern mấy chị ơi. Nó dạng dạng như chốt cơ đó mấy chị. Kiền nó mới con quắn quắn vừa vừa thôi. Đổi lỗ 10 bán lỗ 20 trong vòng tháng đấy. Qua tháng là 15-25. Dễ thương cho mấy chị. Rất là modern luôn mấy em này. 23.740.000. Rồi chốt đơn luôn mấy em này là 2.000.000. Rồi chốt cho Nguyễn Nga em mã số 2. Rồi chốt cho người đứng bơm Vinh nha, tội nghiệp Vinh. Rồi chốt. Kiền cổ 23.740.000. Sale cho giá 1.199.000. 2.000.000 bé hết rồi cả nhà ơi. Không còn. 2.000.000 em hết. Rồi em có một cái lắc tay màu đen. Cái này nó dạng như đá men men nha. Em sale luôn hàng men này cho mấy chị nè mấy chị. Nó để chung với nhau nó cũng hơi chịu là nó không còn bóng lắm ha. Sale cho mấy chị giá 1.200.000. Dạ kiền không nổi chị gái ơi. Rồi em chốt cho màu đen 8.808.000. 8808 Berlin hả gái. Rồi gọi chút xíu lên liền. 8808. Xong 1 giờ là em sẽ lên đầu sòn cho mấy chị. Bông đang đeo 10.000.000 em ơi, xe 1.200.000. Lắc thương hiệu LG hoa đen, hàng đặc biệt có toàn ten tăng đưa luôn em này. Kiền cổ 23.740.000, chị mua xong mà chị em thích cái cục này thì gỡ ra. Dễ nha chị yêu tiết ngôn. Khi mấy đứa gỡ nha, gỡ ra dẫn bán cho chị giá 1.199.000 luôn. Rồi cho qua chị tiết ngôn. Cổ có hơi lớn khi ta thêm tăng đưa toàn ten. Mai Hương ơi, xe 1.200.000 cưng ơi. Tình yêu ơi chế ơi, 8.800.000. 88 sale giá 1.200.000. Trời ơi mấy chị. Hàng LG. 8.800.000 sale giá 1.200.000. Bông tai sale giá 1.200.000, mẫu đẹp. Rồi khoen này mấy chị ơi, khoen đẹp, khoen Gucci nhỏ nè, sale giá 1.200.000. Kiền cổ đó ra tiền là 23.740.000 chị gái. Dạ, chị mua chỗ khác là 1.550.000, em chỉ sale chị có 1.199.000 thôi. Rồi bông tai em chốt đơn mấy chị là 3.200.000. Trái tay lớn lớn đây cũng được giùm em nha, bông Gucci 3.200.000. Con ta mua hết trơn rồi, con kiền cổ người ta mua nè. Kiền cổ người ta mua. Rồi 3.200.000 chút cho tình yêu Thùy Linh, Vinh hết nè. Vinh chưa có đem cái dòng ba nó về em ơi, cho nên cái chắc rồi. Kiền cổ là chị yêu nào đây? Chị Ngô đó con, bị cái kiền rồi đó. Tuyết Ngô mà em kiền nè. Rồi khoen 3.200.000 là tình yêu Thúy Linh nè. Chị nào đẩy vô, cho tôi tiền tiền đi, tin tin em bà ơi. 32 mặc ổ khá nhỏ em cho mấy chị, em bán luôn cho mấy chị luôn giá. Ơi mặc túi tiền nhỏ em xem mấy chị luôn giá 1.150.000. 1.150.000 rồi chốt lên em ban số 4 4.440.000. 5.000.000 mấy chị, lòng trong đó giao động đồng tiền nha. Rồi ban số 4 3.200.000 em hết rồi cả nhà ơi. 32 rồi chốt lên em ban số 4 túi tiền 1.150.000. Trời ơi, giá em cần tiền bán cái này cho mấy chị. Giá cần tiền chứ không phải là cần gì đâu. Rồi mặc em có sợi dây 3 màu nè mấy chị, 4 tấc 2 kim cương. Em sale dây 3 màu cho mấy chị luôn, giá 1.150.000. Rồi bông khoen trái tay lớn đeo được nha, 2.520.000. 2.520.000 sale giá 1.200.000. Rồi 4.444.000 cho tình yêu Đinh Tiết Nhung, Trần Tiết Nhung. Rồi dây chuyền 4 tấc 2 dùm em 10.212.000. Xả 7.200.000. Xả trên like cho người ta biết mấy chị. Rồi em chốt tiền ánh lên 2.520.000. Sale giá 1.200.000. Kiền chị đó không thấy rồi chị ơi. Kiền không thấy. 2.520.000 sale giá 1.200.000. Chị Kiền má không được rồi. 10.200.000 dùm em, chốt cho lò quay heo gừng nè. Rồi ai mua chị ấy đừng có xả đồ nào nha tội nghiệp nha. 115. Rồi 2.520.000 người ta vô chưa con? Rồi ok, dây chuyền hết 10.200.000, xeo giá 1.150.000. Số tài khoản là 2427 sau lưng trên đầu dính số tài khoản tiệm đó tình yêu Tiết Ngon. Chuyển đi chút xíu cái gì em để cái kiền riêng nha. Nè để chị Tiết Ngon vô con giá 1.200.000 con đi. Rồi em có ra bông thương hiệu LG màu đỏ. Dạ cái này không có áp ơ vậy mấy chị, màu sao lại y gan vậy nha.
Rồi em chốt bông eo gì màu đỏ cho mấy chị luôn nha, 1.250.000. Rồi, bông em đang đeo là 10 triệu sale giá 1.200.000, và đặt cọc giùm em 3 triệu giùm em nha. À, buồn chị tiệm vàng Kim Hương Vinh quá, comment nó bị ẩn em, buồn gì buồn. Từ từ em ơi. Rồi bông chữ H chơi luôn trái tay giùm em nè. Ừ, nó vậy thôi, nó sợ sợ. Nè 10.200.000 chơi lò quay heo gừng nè. Chốt em là 4.400.000 sale cho giá 1.250.000. Ok gái yêu. LV nhỏ là mẫu nào gái? Lắc tay chữ H đi tay 52 trở lại. Chữ H em sale cho mấy chị giá 1.150.000. Đẹp nha, em đang không có xài app cho nên là mấy chị cứ như vậy thôi là ok rồi, nó không có có bị lệch màu gì hết, vẫn là màu này 4.400.000. 1.250.000. Trời ơi bông này đẹp quá trời luôn, sale có giá 1.199.000. 10 triệu đô này á, đâu này mấy chị mua thị trường là 13.500.000. 13.500.000. Rồi nữ hoàng lớn nè. Đẹp chưa? Sale cho mấy chị 1.100.000. 1.100.000. Rồi lắc tay chốt đơm em 18.000.000. Ni tay 52 trở lại khóa hộp nha. Chữ H 18. Sale 1.150.000. Bây giờ giá vàng lên lắm mấy chị mua đâu có được như này nè mấy chị ơi. Bông đang đeo là 4.400.000. À, rồi chốt nhẫn cho mấy chị luôn giá 1.100.000. Ai nhanh còn chậm còn nha. Đẹp. Chốt em mã 9.000.000. 9.000.000, 9.000.000, 6 phút nữa là qua sọt. Rồi chốt ai đây, 9.000.000 giùm em sale cho mấy chị giá 1.100.000. Rồi chốt tình yêu nụ cười nắng mang, đừng có chốt tùm lum nghe mấy chị ơi, đừng có lấy nít giả tại à, tội em nha. Rồi 9.000.000 giùm em sale cho giá 1.100.000. Rồi ok chốt đơn hết. La la la. Rồi bông nhỏ nhỏ xinh xinh nè mấy chị, mẹ và bé đeo được. Ờ với nó là màu đỏ, màu đỏ cũng đẹp lắm em. Màu đỏ cũng đẹp. Rồi em sale cho mấy chị giá 1.200.000. 2.760.000. 2.760.000. À mẹ và bé đeo được, em bé, baby and mommy. 2.760.000 sale giá 1.200.000. À tại hết tiền bán rẻ. Không sao bán rẻ gì à, tại hết tiền. Đang thiếu nợ vàng 610 đặt người ta chưa có tiền trả. Xả cái này trả qua cái kia. À, xả vốn xả lỗ này trả qua cái kia gái ơi. 4.400.000 sale giá 1.200.000. 4.400.000 sale giá 1.200.000. Bông chốt là Thảo Phạm. Ồ đẹp quá mấy chị ơi. À, cái này có 4.200.000 nha. Hồi nãy bán 1.250.000, bây giờ bán luôn mấy bà luôn 1.200.000 tới 4.200.000. Hồ Nguyên Thảo này con. Rồi 4.200.000 chốt đơm em. Hồ Thảo Nguyên. Rồi 4.200.000. Xuống An Giang đó mấy chị cứ đừng lo nha. Hoặc là tôi thiếu nợ, thí dụ như thiếu nợ ai tôi không bao giờ mà tôi giật ai đó, thí dụ tôi có thiếu lâu thì có thể mấy chị có cho em thử mấy bà chuyển lộn thử 100 tỷ đi coi có lấy không, trả liền mấy bà, nhưng mà sẽ qua ngân hàng trả tại số tiền lớn quá chứ không có cái vấn đề mà tiền của mấy bà mà tôi lấy hết á, tại vì tôi còn không thèm mà, chứ đừng nói chuyện có chậm chút xíu thì có. 5.350.000 giùm em sale giá 1.150.000. 5.350.000 sale giá 1.150.000. Còn ai mai mốt xàm xàm lên không có nói chuyện tào lao nữa, khách tôi thì tôi không chặn, tại còn phải mua vô mua ra với người ta, còn tào lao như quỷ lang lang khùng này chẳng biết xàm. À, giờ không có im lặng cho muốn làm gì làm, ba má tôi đẻ tôi ra đẹp vậy đâu phải muốn nói tao nói ba. 5.350.000 sale cho giá 1.150.000. 5.350.000. Rồi em có một cái lắc tay nhỏ nhỏ xinh xinh này chưa có toàn ten tăng đưa, sale giá 1.200.000. Dạ, rồi chốt đơn em 3.144.000. Trời ơi, vô nói từ năm này qua năm nọ. Dạ, hiền như vậy, cái người ta nói Phật kêu là kêu mình hiền thôi chứ Phật không kêu mình nhu nhược. Lấp mày liền, khỏi nói nhiều. 3.144 là gì? 3.144, à cái này ha. Rồi em chốt tình yêu nào đây? 3.144.000. Dây em năng máng ha, cái này là kiền á gái. Chốt cho bà luôn giá 1.250.000 kìa. Mà nó ác lắm chị, dịch nó ác lắm, nó hành hạ em, nó đời bốc phốt em các kiểu trên đời đó. À, nó nói về trả cọc chị, mà giờ có quản lý ở đâu đâu trả, biết gì đâu trả. Còn nó kêu ship đi, dịch là sao ship mấy chị. Mà nó hành hạ em, cuối cùng nó có mua em gì đâu. Quỷ ma vậy chứ không phải người ta. Ác tới vậy đó mấy chị, con người mà làm như quỷ ma đầu thai hay gì á. 7.900.000 giùm em này. 7.900.000. 3.144 chốt cho Dương Lê. Rồi tự tin với Dương Lê không bơm. Rồi kiên cổ 7.790.000 giùm em.
Rồi em chốt tình yêu Hào Lê dùm em. À, con kêu mấy chị có hình là có đơn đó con, mấy chị chuyển khoản đi con. Có hình là có đơn rồi đó. Rồi sale luôn cho cái mặt này luôn, 1.1 triệu nè mấy bạn. Cho nên là ví dụ có nhiều chị chữ nặng em lắm, nhưng mà khách hàng em là đặc biệt em không chặn. Tại vì mai mốt còn qua đơn về mua bán, lỡ mấy chị mắc qua đơn trong đó còn hình em thâu được, còn cái thứ mà không có mua chặn liền. Đó, rồi là 7.9 triệu nha em, 5.115.000 5.115 sale cho 1.1 triệu. Rồi con chú ơi, chú Thảo Trang, kiền của chú nãy chứ kia nào lấy đó con. Khi nào được đẩy tin nhắn vô có là có đơn rồi đó mấy chị. Có đơn rồi đó, cho xin tiền đi mấy chị, xin tiền đi. Bán giá xả kiểu này mà. Rồi em sale luôn cho mấy chị luôn 1.1 triệu nha. 1.1 mấy chị biết sao? Ý em tới trong phòng em hôm nay là 226 mâm ý rồi. 2.805.000 nè con cô Thảo Trang. Buồn quá hả? Vụ gì buồn? Đó hai nhà chưa gửi bill kịp chị thông xin nhà cửa đó tùm lum quá mấy chị ơi. Có trả tiền lại hơi lâu mấy bà cũng thông cảm. Giống như Trình Lai em nói với bà đó, mấy bà chuyển em nhanh mà em trả lại lâu lắm. Tại con phải diệt tùm lum tùm la các kiểu trên đời chứ. Rồi mặt mẹ lớn đẹp quá trời nè. Mẹ em có lời, mẹ em có lời nhiều mấy chị xem 1.1 triệu. 13.783.000 13.783.000 sale cho giá 1.100.000 một gam. Nha con gái. 2805 nó còn bán ta đưa con vô chưa con? 13.783.000 sale cho 1.1 triệu nè, phía sau nè chị. Đẹp lắm em bán cho mấy chị, em cho mấy chị nhìn cảnh cảnh luôn á. 13.783 sale cho 1.1 lên. Em có một cái mặt chữ T, em sale mấy chị luôn nha, 1.1 triệu. Sale cho giá 1.1 triệu nha. Những cặp xoàn á chị. Tuần sau em mới về, tuần sau em về khoảng 100 cặp nhẫn xoàn. Có loại nhẹ, có loại 50 triệu, có loại 20 triệu, có loại 30 triệu. Đó, 4.3 triệu sale cho 1.1 triệu. À, 13.783, 2805 nãy tao mua cho con. Rồi 43 chú với tình yêu chung kiên sale cho 1.1 triệu, không mua tới 5.5 triệu đuổi á, nay mua rẻ. 13.783.000 mặt mẹ. Dây 45. Được chị, được được. Chứ thay con đầu được chị, được. Trời cái này chị biết chị mua chỗ khác, mẹ người ta đâu có bán cho chị cái này. Nếu mà ta bán cho chị giá thanh lý á là cũng 19.450.000 đó chị. 20 triệu đó chứ không có giá 13 triệu mấy đâu. Nè con, 1.2 triệu à con. Lấy đi tình yêu cục cưng. Chọn mấy chị yên tâm đi, mấy bà đưa tiền tôi có mắc có chậm chút xíu có. Nhiều khi nói thiệt với chị luôn, nhiều khi cha mẹ em kêu em giữ tiền còn, mấy bà nhiều khi đưa em giữ tiền đi nó còn. Không bao giờ bận nhau có ai một đồng nào hết mấy chị ơi, chỉ có chậm chút xíu thì có. Em sale cho mấy chị luôn giá 1.050.000. Có nhiều người ta còn hả đưa tiền em giữ, nó kêu thôi trời ơi thôi thôi không giữ mấy chị. Em là cái đứa lãnh nợ em rất là lo mấy chị. Tính em lo xa lắm, tối nay em không ngủ được. Mà em gì hoài là em khùng. Em làm nhà xong là em đi xả stress vài bữa nha. Nhiều thứ trên cái đầu em quá, em điên đầu á. Rồi em chốt mấy chị luôn 8.053.000 8053. Đã điên đầu lên đây gặp chị em mà nói nhẹ nhẹ đỡ. Có nhiều chị nó nặng nó nhẹ đủ các kiểu trên đời. Có nhiều chị kia con này con kia con nọ đủ quá trên đời. Nên là đã áp lực nhân viên, áp lực gia đình, áp lực đủ thứ, áp lực nhập hàng. À, con cái chồng con gì lên đây đi gặp mấy chị em này nọ của mình lên đây vui vẻ rồi. Lên đây mấy bà còn dập em cái nữa trời ơi muốn đứt hai con gân máu luôn mấy bà ơi. 8.053.000 sale cho 1.050.000 một gam. Cho nên chị của mình mà em ruột mà chị ruột mà lên mắng dốt hoài. Cứ hỏi giùm em là inbox liền là gấp, inbox baby là không gấp. Mấy bà áp lực em chi nữa. Giờ các bạn hổng gài cái đầu em 4 bữa chưa gọi nè. Mấy bà này em bị chết rụng tóc không? Cái này có thể cảm thấy là em bị rụng tóc không? Rụng đó. Chị có da em đẹp là tại vì em đang uống cái collagen mới thôi là nó bóng thôi. Thiệt chứ tóc em đang bị rụng đó cả nhà. À, thương người ta đi. Em mình mà không gài em bị stress quá trời luôn. Em tiền ra như nước lũ vậy đó. Không gài tiền em ra như nước lũ đó mấy chị ơi. Rồi em sale cho 1.1 triệu. Nè hỏi con không đi tài khoản em còn tiền không? Em có giấu ai mấy chị? Tài khoản em có tiền không có tiền tụi nó biết hết. Đó. À. Rồi em chốt đơn mấy chị luôn 4.6 triệu treo cho 1.1 triệu. Em ruột của mình mà lên mắng dốt hoài chịu không nói. Bình thường đi rồi mắng dốt cũng phải mệt muốn chết luôn nè. 4.6 triệu sale với 1.1 triệu. Mòi mỏi gì nổi đèn đầy hết chứ. Họng tắt hầu tối thì ngủ không được. Đây rồi em chốt mấy chị luôn giá cho 1.100.000 nha.
1.100.000. Rồi chốt đơn em 5.450.000. Đẹp lắm mấy chị ơi, đeo danh đeo giữa không được luôn em này. Thương em đi, mấy nay sửa nhà sửa cửa làm không kịp. À, với lại nhân viên mẹ thì hai bạn thì mẹ người lớn tuổi, mẹ bệnh ốp 2-3 người, cho nên em làm không kịp. Rồi chốt luôn em này, hôm nay có ngủ được đâu, tối nay 4 giờ mới ngủ mấy gì, chập chờn ngoài, em bị stress riết, nó bị căng thẳng cái đầu em luôn vậy luôn. Hai chồng em giải quyết vấn đề cho rồi, nó xong. Rồi em sell cho mấy chị 1.1 triệu, 1.100.000 nha em. Tính em dán đàn ông lắm, nói cho nó xong đàn em còn để cái đầu thông thái làm chuyện khác, nói chưa xong là cái đầu nó chưa có thông được mấy chị ơi. 5350 sale cho giá 1.100.000, bông thương hiệu eo gì luôn em, đẹp chưa, đẹp nhất cái nách. Dạ anh Thư ơi, bà đừng có nhắn tùm lum 5 ngày 10 ngày giao đồ anh Thư ơi, cần gấp inbox liền giùm em đi cục cưng ơi. Bông tai sale cho giá 1.100.000 cho trọng nhân giùm em, 535. Rồi bé hết cả nhà. Trời mặt mẹ này 13.780.000 nè, sale giá 1.100.000 mặt mẹ, 13.780.000 sale giá 1.100.000, 13.780.000. Rồi nhẫn này à, em sale cho mấy chị luôn giá 1.200.000, ni tay số 9, số 10, số 11, số 12, số 13 luôn em này. À, chụp bây giờ chốt Văn ơi, chụp cái con viên nó hay đổi thừa lắm, nó hay nói là người ta không có mua mà tại chụp cái 31 triệu à, mấy nè con chụp Văn lấy luôn đi, đang ép chết thì chụp vài mua đi. À, 34.133.000 con vô chế Văn. Rồi nhẫn em sale cho giá 1.200.000, 4.600.000 ai mua cho con. Rồi bây giờ chốt đơn mấy chị 5.555.000, 5555 dùm em. Phạm Thị Trang ơi, đừng nói mua nhẫn, mua bông, mua dây, ai cần gấp dùm em inbox liền, ai không cần gấp dùm em ha, chưa gấp lắm thì inbox baby dùm em đi. Bà mua nhẫn mua dây hoài nó gạt, bây giờ bị mới mắc bung mấy triệu ngày hôm kia đó, chị mới lên chữ em lừa gạt nó đó, mà chị chuyển cho nít giả. Rồi bây Vinh sale cho mấy chị luôn giá 1.200.000 một dăm sòn bà Liên á. Rồi chút xíu tới đang mắc đắt quá cho xin 1.5 đi. 3 số 5 sale cho giá 1.200.000. không có nói em bơm, trời là hiểu lầm nữa, bởi nhiều khi cái lời nói của mình nó hay dễ người ta hiểu lầm. Ý Vinh nói á là chỉ có 1-2 người kêu chụp hình vô thôi, mà tới lúc bơm á là chỉ có, ví dụ như chỉ có 3 người kêu chụp, mà tới lúc bơm là bơm 30 người. Cái viên inbox của nó sẽ trả lời, chị ơi người ta mới kêu chụp hình thôi là chị đã đẩy vô rồi. Cho nên ý Vinh là như vậy chứ không phải Vinh nói em bơm lại. Bởi nhiều khi mấy chị không, cái miệng của mình á nói không rõ nha, rất là dễ làm cho người khác buồn. Hoặc là yêu chẳng hạn như nói cái giọng điệu thôi, ê con nhỏ kia nói mày mập đó nha, ê mày con nhỏ nó nói mày mập kìa, trời ơi là muốn chữ lộn rồi đó mấy chị. Cái giọng điệu thôi là chữ lộn rồi mấy ba ơi, cái giọng điệu thôi là đã chữ lộn rồi. Mình ơi em ơi, mình nói em ơi cái bạn, ờ bạn đó em đó hôm nay hơi mập xíu ha, nó khác mấy chị. Trời ơi bà Vinh mới nói mày mập đi kìa, đó là muốn chữ lộn rồi cái giọng điệu thôi đó, chứ hiểu không, chứ không phải là chị nói em bơm, hiểu không, có nghĩa là vậy đó, hiểu chưa. Rồi ok, chốt đơn 5.550.000 sale giá 1.200.000, 34 mấy là cộng dây rìa nãy chị kia cũng chụp đó, sale giá 1.100.000. Bởi vì nhiều khi mấy chị bây giờ, mấy chị biết không, em ngày xưa em hay nhiều khi không hiểu cái mình nghĩ người ta như vậy, em cũng nghĩ chồng em nói này nọ như vậy, mấy chị biết không, mới cưới về cái em đem bánh vô cho ba mẹ em, cái chồng em hỏi vậy nè, thơm mùi nhang không vợ. Trời ơi mấy chị ơi, em khóc như đám ma mấy chị ơi, em khóc hụ hụ. Cái chồng hỏi ôi vô gì vậy, ý nói là ba mẹ tôi chết hay gì, thơm mùi nhang là cúng hay gì. Tôi nói trời ơi Phật ơi, tôi đâu ý tôi vậy. Cái kiểu là lời nói của mình nhiều khi người ta hay kiểu là bị hiểu lầm á mấy chị nha. Nụ hoa thắm nhưng giọt sườn ban mai mua nghe chị Ruby, một câu một duy nhất, 3.660.000 sale cho 1.100.000. Mai mốt tôi thuộc nguyên bài, tôi cao nguyên bài cho. Rồi sale cho giá 1.100.000 nha, 3.660. Kể chuyện hay bán ế lắm, duyên nói vậy đó, kể chuyện là bán ế. Rồi nhẫn luôn mẹ em này, thôi mưa rồi luôn hả, hổng gà trời bão với chị. Em thấy bão sập ở trong trong gì ta, sập nhà mà có một người bị chết ở trong, không phải Phú Quốc, không phải Kiên Giang, Hòn Sơn nghe nè mấy chị. Thôi em cũng không dám ca nữa, sợ nữa. Vàng 610 hả? Sao, với lại mấy chị, với cái bài người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa đó.
Xe với anh triệu hai rồi. Em đang tập bài mới yêu một người bình thường đó mấy chị. Thêm một cái bài nữa, em đang có một bài tủ luôn mà em không có biết tựa cái gì gì đó. Rồi chốt đơn em 5.100.000 giùm em có 3 chiếc xe cho giá 1.200.000. Kim ca đã cái ông mô nên chúng ca đứa chị chồng em cưỡng xỉu nó bà nội ơi khùng quá. Rồi em xem cho mấy chị luôn nhá này. Em là fan của Mỹ Tâm mà mấy chị thấy không, Mỹ Tâm làm phước là Mỹ Tâm tự xuất tiền, Mỹ Tâm làm cái gì là Mỹ Tâm ấy ha. Ta chỉ lo cho cha mẹ anh chị em, chưa bao giờ có một cái scandal nào hết. 5.100.000 cho tình yêu liên ngôn. Rồi chốt đơn em này. Bỏ với chị thấy chưa, đâu có dám ca nữa mấy chị. 6/8/60 là định đi núi, định đi chùa trả lễ, mấy trời mưa gì sao đi núi được nè. Xin hẹn lại xíu luôn em. Trời giọng em hay có chị Mỹ Tâm đó mấy chị ơi, hay đó. Chỉ mà nghe em ca cái gì chị giật mình luôn á mấy chị. 6/8/60 sao giá 1.200.000. Rồi lên đơn em. Chị Vinh chưa gặp Mỹ Tâm. Kỷ niệm 25 năm ngày cưới sẽ làm lớn, em sẽ cố gắng mời chị Mỹ Tâm về. Chồng em nói em sẽ cố gắng em mời lên chụp hình với chị một cái. Em đâu có thời gian. 6/8/60 sao giá 1.200.000. Thủy Tú, nhà mưa gió quá mấy chị ơi, cho nên không dám, dân năm nay cũng sợ khổ. Mưa quá mưa, mà thôi kệ mưa đâu mua nha, khổ khổ chứ mấy bà. Nè xe cho giá 1.100.000. Giờ nó nghe này, để Vinh uống thêm nửa tháng nữa Vinh bán được không? Mấy bà đừng có mua bậy em bà, bây giờ đồ giả lắm. Giống như thật sự mấy chị biết không, cái Eskichu, em mua một hũ ở bên bển nha. Hũ lớn, em mua 4.800.000. Em mua 4.800.000 cả nhà. Mà trên Google mấy chị search ra có 3.500.000 một hũ. Em không hiểu là vấn đề gì. Với lại thì mấy chị biết không, đồ Nhật á, người Nhật nó như thế này nè. Hàng nội địa nó làm tốt hơn hàng xuất ngoại nhập đi. Cho nên nếu như em có ấy là em chỉ mua hàng nội cho mấy bà, để mấy bà mua tiền mắc tật mang. Và nó chỉ có công dụng 1-2 thôi, đa số nó đồ giả tràn lan. Nếu mà được em nhập thẳng ở bển về em bán với mấy chị. Cái này nó dạng dạng chai lớn, em uống đồ mắc tiền rất là nhiều, cái gì em cũng có uống mấy chị. Mà nhiều khi em nói mấy chị nghe, càng cái min càng cao thì nhiều khi gan thận của chị sẽ nóng càng nhiều. Nó vừa vừa thôi mấy chị đó. Rồi chốt đơn mấy chị luôn, giá cho 1.100.000 nha. 5.090.000 vậy con vô đi. 5.090. Nè mở tủ lấy đi, tao cũng biết nằm chỗ nè. Cái nhẫn nó nói cho nghe nè, bữa hổm là gỡ cái hộp ra rồi. Nhẫn nam phải không? Cái vỏ ghiền à. Này mày coi trong đây có trong đây không, khoan nó về nè. Còn đây nè, hoặc là ở bên của con nhỏ này nè. Còn không là bên nhỏ này không. Chưa có bán. Còn không là mẹ đã lên cái vỏ cho người ta rồi. Cọc 3660. Đó đúng rồi đó con. Không phải chứ đó đâu. Chứ đó bự hơn đó, mấy mày không mày đền chỉ đi. Chứ đó to hơn, chứ đó mắc hơn 7 triệu bạc đó ông nội. Chị đẹp đẹp phải không? Mày có 5 đi tư nước chi không? Cái vỏ này bự hơn. Thôi kệ đi, đưa cho người ta luôn đi. Kệ mẹ đi, kệ đi, bán lỗ đi rồi nữa. Cũng thâu vô vậy rồi, cũng vậy à. 5.090 rồi, vậy đi cho chị vui đi không? 5.090, lên. Rồi nhẫn này giùm em này. Ôi bà Nguyễn Kim Phú là bà đặt cái gì ở cục cơ? Bé Duyên hả? Trời ơi bé Duyên chị nhìn hiền hả? Trời ơi chị nhìn lại đi, chị nhìn mặt nó đi. Mỗi một đợt nha mấy chị, cái mặt mỗi một đợt. Ngày xưa 5 năm trước con Duyên nó không có tốt như vậy. Hồi xưa 5 năm trước ích kỷ lắm, là cái mặt cũng khác luôn nha. Bây giờ biết suy nghĩ, sống phải cái mặt khác liền. Mấy chị thấy không, nó thật sự luôn nha mấy chị. Khoảng 7 năm về trước mấy chị thấy em like cái mặt không đẹp. Thiệt, không phải là do sửa không sửa đâu. Mấy chị nhìn mặt Duyên đi. Hồi xưa cái mặt nó nói, trời ơi mấy chị, điếm thúi, bố láo lắm nha, mình là đầu tiên, chứ không có phải là này kia kia nọ đâu. Em sell cho mấy chị luôn giá 1.150.000 luôn em này. Bây giờ tự nhiên cái mặt nó khác đó, con người ta mỗi giai đoạn mặt khác hết trơn à. Mấy chị để ý đi, chụp xong năm sau là cái mặt của chị mấy chị khác luôn, không giống. Em chốt mấy chị 5.500.000, em có 5 con, đi tay số 9, số 10, số 11, số 12 luôn em. Duyên ù xuất hiện hả chị gái? Duyên ù đó. Khôn lắm nghe mấy chị, dịch cái em cho hỗ trợ lương nửa tháng. Cái nó hỏi em. Hỏi em, nó đi đi vô, đi ra, đi vô, đi ra, đi vô, đi ra, đi vô, đi ra. Cái nó đi ba lần, đi tới cầu Hoàng Diệu, nó quay lại.
cái nó quậy lên lần lần thứ ba cái nó hỏi em vậy nè, nó cũng suy nghĩ, nếu mà hỏi gì thì em không ăn gian tháng á chị, không có ăn gian, tại đó tiền ăn không cho riêng, bây giờ em không có cho riêng, cho nên là tại xưa ra làm em thì tiền ăn em đã bao ở đây rồi. Cái nói em, chị ơi em hỏi chị này, 4 lần 4 nhiêu? Nó nói 4 4 16, nó sao đưa 4 4 12. Má ơi, nè nè, có chị Thùy Phạm Thị Trang nè con, kìa chỉ con vô đi con. Rồi ok, tình yêu Nguyễn Hành, à, Phạm Thanh Tiền ở trong mấy gỗ đó mày con, đó một là trong gỗ đó, hai là bên quầy like, còn ba là con bên quầy con nhỏ kia, còn bốn là con có chút đơn trai không, còn không thì em dẫn lấy năm đi tư tuột nước, lấy cái vỏ nào mà tương đương có đó được thì em bán người ta đi, chị lỗ một chút vẫn được. Rồi đó chị Phạm Thanh Tiền vô đó hết. Là chị lỗ đó. Mà vấn đề em coi cái vỏ đó em có vừa được 5 đi tư không? Em lấy cái mâm nhẫn nam của con nhỏ gì em bưng lên chị đi, chị coi cho. Dạ, dạ. Có nhiều khi cái ổ đó em đâu có vô được. Này 5 triệu 2 nãy nè con, 6 chiếc nè. À, 5 triệu 2 nè. Rồi em sale cho giá 1 triệu 2. Đây sale cho 1 triệu 2 gam đó chị. Sale cho 1, 2. À, em có số lượng là 3 đôi thôi. VIP luôn em. Chốt giùm em là 4 triệu 220 nghìn. 4 2 20. Tối nay lên sòn nha. Cho em like luôn, nổi này luôn cho gọn đi. Con xíu con gom sòn bà Linh bên con nó mang dạng 100 giây đó. Tối nay lên luôn ha. Tối nay em lên mới sòn, nó chịu khoảng có 400 món sòn. Trong đó có 100 món bà Linh, 50 món sale 30%, 25%. Dạ. Còn 50 món sale 18%. 50 đôi bông được giảm giá 20%, bông mới với không bông lướt nha mấy chị. Đang trả tiền mặt cho người ta nhanh, lấy số lượng lần 50%, giá lại khác. Mấy chị mua lẻ 10 đôi, 5 đôi nữa khác. Cũng không ai dám sò mà nhập về như em gì đâu. À, rồi chốt tình yêu Bùi Ngọc giùm em. Rồi ok tình yêu Hương Nguyễn giùm em, chốt đơn. Dạ, tối nay 8 giờ em lên tiếp mấy chị. Ok tình yêu Bùi Ngọc giùm em. Dạ, 8 giờ. À, Nguyễn Trần Hồng Xích giùm em 4 triệu 2. Rồi nhẫn nó 1 triệu 2 đó con. Rồi chút đơn này con lên bông tay hết. 4 2 20 sạch. Rồi bông trái tim nè mấy chị. Bông trái tim Amaro, xả luôn nha mấy chị, giá luôn 1 triệu 250 nghìn nha. Ờ anh chú cho đem mông đây đi chị lựa cho Trang ơi, đợi xíu cho Trang ơi. Ở đằng Bùi lắm mấy chị. Hôm nay em làm 6 3 chiều nay về rồi cục cưng ơi. À, 6 triệu 240 nghìn. 6 2 40. Đây 6 2 40. Sale luôn cho bà, giá luôn 1 triệu 2 nha. Tối nay sòn nhiều mấy chị, sòn lớn lớn cũng nhiều luôn. 400 món sòn tối nay em chơi xả hết hết siêu quách luôn đó. Rồi 6 2 4 có 3 rồi, 4 2 2 cũng nãy bông ở đây nha con. Tối nay có Berlin. Tối nay có Berlin nha, tối nay có 100 cây Berlin chứ Berlin không gài hết trơn rồi mấy chị ơi. Không còn. Hôm nay tối là hết trơn rồi. Rồi, chút đơn là mềm hết. Xã 55 Hạnh Nguyễn, xã 30 50 mi. À, rồi nhẫn này em có 3 chiếc, ni tay số 10, số 11, số 12, số 13. Full dye luôn em nè. À, mấy chị đẹp giả mang nè. Y chang như sòn. Em sale với bà luôn giá tuyệt vời 1 triệu 199 nha. 1199 6240 em chốt chị yêu Lan Đặng bông trái tim. Trái tim Amaro mới. 3 đôi mới về sale giá 1 triệu 2. Rồi chốt đơn em là 10 triệu 870. Dòng 51 em kêu mua trên hình đi thì Trang ơi. Mua hình chốt cho giá 1 triệu 2, trên hình 1 triệu 250. Kêu mua trên hình đi cưng, là nhìn lên cho. Rồi. Rồi ba chị nào xả lấy ba chị đó ra đi con. Dòng nguyên là fan xả nè. Rồi một đôi trái tim là 6240, ba chị nãy thấy không? À, lôi đầu ra bán rẻ nữa đi con. 10 triệu 870 giùm em có 23 luôn em này. 23. Được chị Nguyễn Như, được chị ơi. 10 triệu 872. Rồi sale cho giá 1 triệu 2. À, 1150 chứ xin lỗi mấy chị. 1150. Rồi ok tình yêu Bích Trang giùm em. Bi anh bóc bi đi cưng, ngày nào bi cũng mình bóc lại gì, vấn đề là gì cục cưng. Giải quyết cho bi đi cục cưng. À, khách yêu thương. 6240. Nhẫn 10 triệu 87 giùm em nha, hàng VIP luôn em là tình yêu xinh đẹp ơi. Ok cục vàng. Rồi bông tai. À, cái này chắc 8 ly mấy chị. Ba cháu đích đẩy cho Trang vỏ sòn em.
em sale luôn còn hai đôi, em xả luôn mấy chị luôn giá 1,2 triệu nha. Xả luôn cho 1,2 triệu. Đồ bộ này nữa em đăng hình cho mấy chị mua. Chốt đơn em 4,3 triệu. 43 sợi da 1,2 triệu, 8 ly 3 chấu nè. Chút xíu chị Ninh An coi Vinh lựa cho cháu Vinh đền cho em đó. Đợi Vinh chút xíu thì Trang. Để Duyên đem về cái Vinh làm cho. Nghe Vinh chụp hình này Vinh làm cho cục cưng. Rồi chốt đơn em 4,3 triệu nha. Tao làm đích lại con. Đợi xíu em ơi. Vừa like vừa đền nữa là không kịp. 43 em Nga Tạo có hai đôi mấy chị. Hai đôi Nga Tạo. Ừ. Rồi bông eo vì em cũng có hai đôi. Em xả luôn mấy chị giá 1,3 triệu. Nhẫn 10,870 giùm em full dye mấy chị ơi, chủ hộp cao cấp giùm em 6,3 ly. Đợi xíu thôi muội. Chốt giùm em là 4 triệu sale giá 1,250 triệu. 1,3 triệu chứ. Y chang bông sòn 28,500. À. Cỡ nào dạ chị, em về Cần Thơ lại liền 5 phút em. Kêu chị Duyên đem lại đi em ai chọn cho người ta nha con. Rồi chốt Hà mẫm mỉm giùm em 4 triệu. Đợi liền 5 phút bé ơi. Nó biết nhiều khi nằm chỗ nào. Rồi để Vinh lựa, Vinh lựa, Vinh đền cho. À, rồi kiếm 1,54 cho người ta đi con. Rồi Amaro luôn mẹ em này. Em có 3 con. Em sale luôn mấy chị luôn giá 1,250,000. 1,250. Nhẫn 55. Không biết ơi chị Hoa Mẫu ơi, chị Trần Hoa cục cưng ơi. Qua ai chị? Qua Mẫu, Hoa Mẫu rồi Trần Hoa ơi. Chốt đơn em 4,6 triệu. Em có số lượng 3. 4,6 triệu em có số lượng 3 giùm em. Con nói nghe nè con, kêu chị Duyên á, kêu chị Mẫu á, chơi kêu anh Tùng á, vợ anh Quang Thanh vậy nè. Mượn nợ anh ấy đi chút xíu xuống lại xong rồi mẹ trả lại cho con. Vợ Quang Thanh nè con. Năn nỉ nè, trả liền trong vòng nửa nút nhạc cho bạn này đi con. Lên nặng nhẹ mẹ nè, tội nghiệp mẹ, thương mẹ đi. Kêu tôi đi mượn nợ đi con. Với lại kêu chị Mẫu việc đi. Đó, với lại con cái vụ mà bà vú lên đơn rồi nó tiếp đi dẹo, năn Mẫu nó kịp việc con. Để tội nghiệp nó mệt chết luôn à. Cái gì con quay đợi ấy cho nó việc không kịp. Bắn đi bây giờ con kêu 100 anh xuống đi, nhỏ nó cũng biết bắn tem, nó bắt đầu cho nó xuống bắn lẻ đi, bắn tem tiếp con. Ừ, nó xuống bắn đi. Để con làm sao. Còn không cho nó lên đơn mà với bà vú đi con. Hiểu không? À, cho lên đơn với vú đi. Rồi em sale cho 1,2 triệu, em có 3 đôi nè cục cưng. Bà Liên chiều nay, tối nay mới có cục cưng ơi. Chốt đơn em 6,840,000 sale giá 1,2 triệu. Nghe rồi thì Trang ơn Duyên đang lấy nguyên mâm lại đó cưng. Con kêu Duyên lấy nguyên mâm lại đi con. Với anh vợ Quang Thanh đó con. Kêu anh Tùng cho mượn đi con lép ơi. À, tranh thủ liền con. À, giải quyết liền trong vòng nửa nốt nhạc. Ừ, em mệt lắm mấy chị mà. Sửa nhà. Rồi nhân lực, vật lực gì cũng thiếu nữa. Tới mùng 7, mùng 8 nó lên làm được. Người thì mẹ già, người thì mẹ bệnh. Và còn inbox thì đang thiếu một người. 6,840. Chốt đơn cho giá 1,2 triệu. 6,840. 1,2 triệu. Rồi nhẫn nhỏ nhỏ xinh xinh 6 cháu bên hông luôn em. Đẹp tuyệt vời chưa. Em sale cái giá 1,250,000 đủ mi tai 1,250. Bông 4,3 triệu em còn một cái cục cưng rồi. Cậy đầu nở cái quen rồi. Em trai vậy mấy chị không sao. Lì rồi. Chốt đơn em 6,840. Rồi nhẫn em chốt cho em là 3,690,000. 3,690. Bình thường mấy chị thử việc chỗ khác á sẽ không có tiền. Bên em thử việc sẽ 1 ngày sẽ 200,000. Tại vì ngày xưa mỗi lần mà thử việc em không nhận, em cảm thấy tội nghiệp người ta lắm. Nhưng mà em cảm giác được, ví dụ như lỡ thử việc người ta thử không được thì 10 ngày ta vẫn có 2 triệu. Dạ, còn được thì ở với em ha. Chứ bây giờ không phù hợp với em thì em không có còn là nhân đạo giống như lúc trước được nha mấy chị yêu. 3,690. Mà lính của em không có còn quan trọng mấy chị, phải trình độ cao, phải có kinh nghiệm. Chị có gói gọn vô mà em 2 chữ, nhiệt tình. Không biết gì để chăng nữa, giống như con lép nè. Nó chả có biết con mẹ gì hết á. Nhưng mà nó nhiệt tình, nó sẽ làm được mấy chị. 1 tháng làm không được, 2 tháng cũng sẽ làm được. Đó là cái nhiệt tình. Còn cái người mà nhiệt tình không nhiệt tình, mấy chị nhìn vô mấy chị biết liền. Cho nên em cũng không cần mướn trình độ cao, cũng không cần mướn học thức, cũng không cần mướn có kinh nghiệm. Những người có kinh nghiệm, có học thức mà không chịu khó cũng không làm gì được. Nó chỉ cần nhiệt tình, chịu khó thôi là làm với em được. Bình anh bốc mà không có vấn đề gì hết. Người ta làm được là mình làm được. Bông tai 6,840. 3,690 giùm em nè, tình yêu heo heo 3,690. Chỉ có nhiệt tình là làm được thôi, không có vấn đề gì hết. Nhiệt tình là làm được nha. Chịu được mấy chị la gầy chút xíu là được nha.
Nhiều khi trên like mấy chị thấy không, mấy chị chữ em một nha, ở dưới like ha, trong tin nhắn mấy chị khách chữ nhân viên em tới 15 lần mấy chị, chứ không có 10. Nhưng mà phải chịu, kệ đi, người ta nóng một chút xíu thôi à. Chứ cái kiểu mà người ta nóng nóng cái đi trả tiền, người ta chờ không năn nỉ người ta mua dở ẹt nha. Cái đó mướn học sinh cho 3, lớp 3 vô làm cũng được. La quạo quạo nóng nóng vẫn so dịu mấy chị, giống như cái kiểu là mẹ mình vậy đó, mẹ mình có la mình vẫn là mẹ mình không sao hết. Vậy đó mấy chị, dù đúng dù sai, mình đúng mình sai gì, mẹ mình vẫn chịu lỗi, dù là mình đúng, nó vậy đó. À, cho nên là làm mẹ làm sướng đó mấy chị. Rồi, à, xem 1.3 triệu, em vậy đó, đúng sai gì, em đúng em sai gì. Cha mẹ em là cha mẹ em vẫn xin lỗi cha mẹ em, dù chuyện đó em đúng đó mấy chị. Tại vì em sợ cha mẹ em buồn rồi cha mẹ lên máu, cha mẹ bệnh thêm. Cái nhiều khi người ta nhận lỗi với mình là tại người ta thương mình đó, người ta quý trọng cái mối tình cảm này, người ta nhận lỗi. Chứ không phải là nó nhận lỗi đó mấy chị. Giống như nhiều khi chồng em vậy nè, đúng sai gì chồng em cũng xin lỗi em chứ, nhưng mà em biết được tại ảnh thương em nó vậy, chứ không phải tự nhiên cái chuyện mà em vô lý em sai rằng ràng ra đó mà em chồng em phải năn nỉ em, mà tại em biết ổng thương em, ổng cưng em, cho nên là dù đúng dù sai gì ổng cũng xin lỗi em hết đó mấy chị. Chứ cái chuyện em nói với chị nghe, sợ nhất là một người đúng sai gì á, chẳng hạn như người ta cũng không đứng thiên về chị là ấy, còn này em nói gì nghe, đúng sai gì em có đúng em có sai gì, anh Sứ lúc nào cũng luôn bênh vực em, đúng sai gì anh Sứ vẫn xin lỗi em. À, giống như em bài cái nhà cái tùm lum xong mà nói em tiếng là em say đầu ngủ dẫn mới xin lỗi em, mà tại em biết chồng em thương em á, à, cho nên là ảnh mới vậy. 21.900.000 sale giá 1.3 triệu có toàn tan tăng đưa đó mấy chị ơi. À, hàng VIP sale giá 1.3 triệu. Dạ mấy bà, mấy chị với lại mấy chị điện hotline, mấy chị like vừa vừa thôi, bữa nay con hậu nó muốn khùng làm như nó hơi cà tưng rồi mấy chị. Ai mà nghe điện thoại bên thời gian làm như cũng hơi bị khùng luôn. Con Hàm Hương hồi xưa nghe điện thoại bên thời gian mắc kinh 3 tháng mấy chị ơi, mình mẩy nổi hột không. Mấy chị chữ viết nó khùng. Từ từ mấy chị, có nhiều như từ từ để cho nó giải quyết từ từ, chứ giờ chữ cũng giải quyết như vậy mà không chữ không vậy. Hôm nay con hậu đó bình thường nó cười không, nó bên bất động sản nó qua đây với em, bây giờ cái đầu nó sản luôn rồi. Nó sản luôn rồi mấy bà ơi, thiệt. 21.900.000, 1.250.000. Dạ không được chị ơi. À, hậu bữa nay khùng rồi, nãy Duyên mới nói chị ơi làm như hai cà tưng nhẹ rồi. Thiệt. Mấy bà điện thoại nói nhẹ nhẹ thôi. Em mà sao nói, em ơi phải tìm vàng kim hương dinh không em. À vậy đó, trời ơi. Cái lâm dạ đúng rồi chị. Em coi giùm chị cái đơn này, số điện thoại của chị đã. Mấy bà làm như kiểu bà giống tổng đài nữa mà. Nói chuyện gì có phước có đức dễ thương lắm. Mấy bà la đứa cái mặt đó nè. Mấy chị không xấu lắm. Hồi xưa có chị kia bà sân si em nha. Em nhìn lại bà cái mặt bà xấu lắm mấy chị. Cái mặt hồng hồ lên. Cái mặt không đẹp. Bây giờ không có sân si em, cái mặt đẹp trẻ ra liền luôn, cái này phải khen thiệt. Khen thiệt, còn người xưa cháu chân mày lại nói em này kia kia nọ, buông ra nhìn cái mặt dữ xấu, mặt đen thui à. Không đẹp, nhưng bây giờ đẹp nha. Bây giờ đẹp nha. Không phải do là chỉnh sửa hay là thẩm mỹ này kia kia nọ đâu. Do cái tâm tốt mặt đẹp đó, thiệt. Nha. Rồi em chốt đơn cho ai đây, 21.900.000. Anh Thái nè, em có hai cái, hình như bên quầy màu như có đó đó con. Cái nào nữa. Rồi chốt đơn em anh Thái, xe cho giá 1.3 triệu. Thúy chờ nồi xe cho giá 1.3 triệu, chút xíu mẫu đó gửi về chị Duyên á. Đặt cái mẫu đó chứ cái mặt đắt LV hôm qua, cái lắc màu 11, 12 triệu con nhớ không? Nó có cái chèm đó nhớ không? Tôi chắc không nhớ đâu chứ bây giờ ấy đi ở hình tôi tự đặt vậy. Rồi ok Thúy nè, rồi Vinh hết chưa? Rồi, Vinh xài son này là của The Face Shop. Cái màu này rất là đẹp, tha lên cái môi như nhung vậy đó. Con lại cái chậu son của mẹ, cái cây đầu tiên cái mà hồng hồng phấn đó. Dạ ngày xưa chị chửi em này nọ cái mặt xấu quá à. Bây giờ chị không nói cái mặt chị đẹp lắm, thiệt. Cái này khen thiệt nha, chứ không phải tại thẩm mỹ mà đẹp đâu. À, cái mặt không nói người ta là cái mặt đẹp liền. Rồi em sale cho mấy chị luôn, giá cho 1.199.000, chưa tới giá 1.200.000. Đám cưới tới hả cục cưng? Chết rồi mấy bà ơi, bà mua bình thường, mà bà mua đồ cưới mà đừng có chốt em nha. Em ngày xưa là chân mày lá liễu đó mấy chị. Dạ ngày xưa cầm cái nhang lên là gì cũng xin cho em chứ, nghe còn giờ không có. Giờ cầm xin cho mọi người thôi. Rồi chốt đơn em 9.500.000 sale giá 1.200.000. 9.500.000 sale cho giá 1.200.000 luôn mấy em này. Dạ ok chứ Bùi Ngọc. À, bông ơi đừng nhắn lên đây chứ Bùi Ngọc ơi, inbox liền inbox ơi thôi tình yêu. Ờ đúng rồi. Nè cái cây này đẹp nè mấy chị, mua cái này đi. Em cuộc đời em thiếu xong được đây, cái chất nó gì để em coi cái màu số mấy. Này của The Face Shop nhưng mà đẹp. Màu này đẹp.
không có dám khoe với con quỷ con Phương, nó sợ mắt tiêu nữa đó. Không khoe nó cái cây hơi mệt chưa kịp nhớ số mấy nữa, gất mẹ cây hơi mệt rồi. Số 05. 05 nha. À, số 05 giùm em ha, mà cái cây nó gì nè. Cái màu bà đánh nó như nhung vậy đó. Đẹp lắm. Đẹp cực kỳ mấy chị. Chuẩn màu luôn á. Ở ngoài là màu luôn gì nè, chứ không có có này kia kia nè. Không biết màu gì mà đánh nó như nhung vậy đó mấy chị, đánh đẹp lắm. Rồi chốt đơn em 9:30 lăn lo một dịp nữa không. 0505 của Đờ Face Shop. Hình như cũng 500.000 vậy đó. À, rồi chốt đơn 9:30. Rồi đây mấy chị xinh đẹp. Bông tai em đang đeo là 6.8 xe cái giá 1.2. Bông tai tai 6.8 xe giá 1.2. Rồi ok chứ yêu Chinh Lê mà em mã sao với Chinh Lê 9:30. Không cái màu này đẹp thiệt chứ mày, tại em không có tha son em xấu mắt à mấy chị ơi, cuộc đời em. Với lại mấy chị biết không, mua cái gì mà nó bớt chị á. Với lúc trước nhiều khi xài son mấy chị mua ba cái son dẫm dẫm á, xài cái môi em ba cái son lì đó mấy chị. Nó lì lì đó nghe, cái môi đó bị chì không, cái môi đen thui à. Em bây giờ tối ngủ cái em xức son dưỡng ban ngày, chỉ có lai là em xức không buông ra, là em bôi em tẩy trang cái môi em xong em thay son dưỡng, cái môi em hồng lắm, không không có cần đi phun môi luôn, là môi hồng tự nhiên luôn. Nhiều khi do mình xài son á mấy chị. 6.8 xe cho giá 1.2. Xã 633 em xã chị Hường Nguyễn. 6330. Màu 05 của Đờ Face Shop. 6.8, bông này bông bật nha. Bông bật xe giá 1.2. Tổng là mình vậy luôn á, rồi để em lên cho mấy chị mâm siêu này. Rồi em xe cho mấy chị giá 1.1 nha. Bông tai xem mấy chị giá 1.3, 5.550.000 dùm em. Nhẫn 21.000.000 like cuối dinh hết trơn rồi, tình yêu Lâm Phương ơi. À, đâu này 6.8 xem cho giá 1.2. À, lên sòn hả? Tối lên luôn em đúng không chị? Em lên luôn ca này cho nó ý luôn đi. Cho nó chọn diện ý luôn mấy chị. Sale cho mấy chị luôn giá 1.200.000 một game. 1212. Rồi nhẫn chốt đơn luôn chị luôn giá 1.1, 7.500.000. 7.500.000 luôn chấu nè, luôn hộp, luôn bao, luôn bên hông dùm em. 7.100.000 sale giá 1.1. Ba cái son lì nó chì không mấy chị. Sale giá 1.1 nha. Rồi. Bông tai. Nhẫn này à. Ủa sao con không kêu chị Duyên đem cái mâm lại đặng coi có nhẫn 86.000 không, con hỏi chị Duyên ơi. Thì trang bên đây ta đang đợi mẹ nè. Hỏi thôi con. Không có thì đem mâm nhẫn lại đi, mẹ lựa cho, lựa hộp 54 khác để lên cho người ta con. Trời tao kêu Nhi đưa đồ con. Hỏi coi có lựa kiếm được cái nhẫn 86 chưa, chưa kiếm được thì đem lại đây, tao lựa cái mâm, đưa mâm nhẫn nam lại đây. 3.4 triệu con chiếc một duy nhất. Đem lại đi rồi người ta làm cho, đem mâm nhẫn nam đây đi. Nhẫn sòn 58 triệu còn chứ ơi. Đem lên đây chị lựa cho. Đem sao chị lựa mà để ta đợi đi, tự nãy giờ tao kêu hoài nhở. Nhẫn nam 58 triệu nào, giải quyết cho nhanh gọn lẹ em bán người khác con. Chị Nam chưa có, mai tuần sau mới có bé ơi. Rồi bông tai mà em đẹp nè, y chang như sòn luôn em này. Nghe rồi gái, chị kêu kêu nó rồi, chị la nó được không? Bây giờ này chị không có đẳng, có đẳng thì mọi chuyện nó nhanh, là 3.4 triệu vô đi không? Không cảm giùm thì nhà sửa ngồi đặng nó bụi lắm á, bưng vàng ra là củ xèm hết á. Rồi chốt đơn em đó. Em sửa xong chứ em phải rửa đồ, ban số 5 luôn em, xe cho giá 1.3 triệu ban gam. Đẹp cực kỳ mấy chị em, mô đen. Ban số 5 xe cho giá 1.3 triệu. Với lại nó inbox nó con, inbox nó đang lu bu quá nghe. Đang làm gì không biết nữa. Ở dưới đây người ta sửa nó, tụi nó có liên quan gì nhiều đâu con. Mà sao từ giờ ngồi đây là ta đủ hiểu ha. Không không cần nói nhiều đủ hiểu đúng không? Rồi em có chiếc nhẫn chữ H giùm em nè, đi tay chỉnh sửa đi tay được. Em sale cho mấy chị giá 1.2 triệu nha. À, 7.1 triệu là cái gì vậy con? Này cái này là 34 triệu mấy là công này nè, từ giờ đâu có chụp đâu. Rồi cho em 4.8 triệu. 7.1 triệu là giống gì vậy con? 7.1 triệu là giống gì mấy bạn? Rồi đi tay em chỉnh sửa đi được nha, 4.8 triệu. Bông đang đeo là ban số 5 dùm em, bông đang đeo. Rồi em chúc tình yêu Trinh Quỳnh dùm em, ban số 5 một đôi nè con. Sao có 1.3 triệu mấy chị ơi, lấy đôi thôi con.
triệu 3 gram. Rồi 4.8 là em chú tình yêu tôn hoài nè. 4.8 rồi, em hết 4.8 nè con. Rồi nhắn ok 4.8 xeo giá 1 triệu 2. Bông đang đeo 3 số 5 đó chị ơi. Rồi chốt 3 số 5. Mặt dây chuyền nhỏ nhỏ xinh xinh em có 5 cái. Em xeo cho mấy chị luôn giá cho 1.250.000. 1.250. 1.25. 1.250.000 luôn em. Rồi chốt đơn em 3.500.000. 3.500.000 giùm em. Đẹp xỉu mấy chị ơi, dễ thương lắm. Rồi nhẫn nó 4.8 vô rồi đó con. 3.500.000. Rồi nhanh còn chậm mắt mấy chị ơi. Rồi nhẫn này nhỏ nhỏ xinh xinh em sale luôn với mấy chị 1.2. Y chang nhẫn sòn bên hông bên trên em hộp cao cấp 35. Rồi chốt đơn em này. 5.200.000 giùm em. Gì đâu, đi lên xuống có chút xíu mà mệt rồi trời. Chút xíu hả? Ôi tự giờ làm gì nha mà làm nhanh vậy? Chút biêu người ta đang bên đây, người ta đang đợi mày chút biêu rồi vô mặt mày chứ chút biêu. Nè cái trong một trong đây nè, là có mã số, test cái giấy kia ra, bán cho anh ta vô đó nè. Rồi chiếc nhẫn nam nè, con vô cho bạn này đi. Rồi em coi chịu cái vỏ này. Hay là chịu cái vỏ này em ơi, bạn nó đâu rồi em ơi. Nè thôi con đền cái này cho anh ta đi, giờ lỡ đền cái này đi Duyên. Nè thì Trang ơi, đền là đền chiếc bự nè em. Lấy hộp 5 từ đó ra, test cái giấy đó ra ha. Rồi cái này đáng lẽ em phải mua tầm 90-91 triệu. Xả luôn cho 86 triệu y kia. Rồi xin nhà lên luôn đi con. Rồi chốt đó. Chơi là chơi đền kiểu là đền 7.1 triệu là chiếc này nè con. 7.100.000 mà em là chiếc này. Rồi đâu rồi Thị Trang ơi, em có đó không Thị Trang ơi? Đền bự luôn đó, cái vỏ kia nhỏ xíu à. Mắt con chó tới con mèo luôn đó. Hình như đâu rồi Thị Trang, có ở đây không em ơi? Bé ơi, để coi có ở đây không, để mất công nhận tới nhận lui. Cái em không thấy đây Dương ơi. 7.100.000 nhầm em sale giá 1.1 triệu. Thị Trang ơi, đâu rồi trời ơi, đây đây đây, được cái vỏ như này nè. Vỏ 58 nè, 130 nè, 88 triệu nè, tính 86 triệu nè. Đem lại tiệm giùm em đi, được, anh ta đang đứng thẳng không nội? Không mà chỉ chịu này em chạy thôi. Nè. Đó em lựa đi em, cái vỏ đẹp lắm nè em. Bao băng đeo ban số 5. Rồi em lấy cái hộp 54 chưa? Ngày nãy 54 người ta nè. Trong đó là 54 đó, cái viên trong cái nhẫn nam đó đó, 54 đó. Gỡ ra để vô cho người ta đi là xong rồi. Trời ơi chuyện đơn nhạc. Có mã số em. Soi mã số tách giấy ra. Nửa nút nhạc. Trời ơi. Còn không thì xuống cái gỗ kia của chị, gỗ sòn đó, coi có 54 kia thì khỏi gỡ ra ra, đưa cho em này. Còn không có thì mất công gỡ này ra, kể nó mất công mà cho nó nhanh đi. Nè 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 nè. Để cho 54 tụt nước cho em, để con sự lựa chọn. Có một thằng bồ là không chịu nè. Giống tôi. Có một thằng thôi nè mà tôi đâu dám la. Chồng tôi mới hỏi tới, bộ bình thường nó dốc lắm hả? Rồi bây giờ nó thiệt hay sao? Duyên ơi, chị đá em cái dăng dày xong bé á Duyên. Nè, chiếc nhẫn nè. Cái vỏ đó với cái hộp này đó. Rồi tại sao kiếm nó kiếm cái gì? Đó chứ trong hình đẳng gì hồi nãy chị nói, một là trong tủ, hai là bên quầy của con Tường, ba là bên quầy của con Trâm. Rồi đó, có chiếc nhẫn của em luôn rồi đó. Nhưng mà vẫn không có đẹp bằng chiếc chị đưa. Rồi em chọn đi. Có chiếc nhẫn cũ của em luôn rồi đó nha nhỏ. Khổ tâm tôi dễ sợ. Có chiếc nhẫn của em trong mâm này nè, mà không biết tại sao kiếm không có. Nhưng mà giờ chiếc chị đưa sao đẹp hơn. Thà đợi chút xíu lấy chiếc sao đi. Khủng khiếp thiệt. Nãy nói gì ghê, có 3 chỗ. Một là trong tủ sắt, hai là bên quầy like, còn ba là bên quầy bán lẻ. Mà trong đó có luôn đó. Chiếc nhẫn của em mua là trong đó có luôn đó, mà kiếm không ra. Ốc mà nổi. Thiệt sự luôn. Cái áo con bé vậy nè, cái áo nè, trời. Cộng dây này là nằm trong cái áo á ba ơi, bị sáp. Nó không có ra cái gì chứ. Tôi nhìn cái áo này, nó đơn giản của Việt Sáp nè, mua mấy triệu bạc nè, chỉ câu hai này vô cái ra mấy triệu vậy đó. Rồi sale giùm em 5.077.000, sale giá 1.2 triệu. 5.077, sale giá 1.2 triệu.
Dạ mấy bà mua vàng đặt cọc giùm em 3 triệu giùm em, được đặt cọc 500 ngàn tại quỹ đơn hàng lỗ 1 triệu rồi, đỡ mẫu lỗ 500 rồi. Mấy chị cho có 500 ngàn rồi em cho lỗ cái gì đây? Mua vàng đặt cọc 3 triệu giúp em. 5077 bông tai 3 số 5, chúc cho Liên Kim, chúc cho tình yêu lon lon. Đi kiếm đồ mà em kiếm gì luôn, em trả lời gì đâu, bắt đầu chạy đi kiếm vòng vòng của chị mà trong khi nó nằm ở trên. Y gan như chiếc nhẫn của chị kia vậy. Nói mẹ ơi, ở trên không á, đi kiếm mòng mòng hoài, không biết đi kiếm cái gì mấy chị. Rồi nhẫn này em có 4 con, đẹp tuyệt vời, bông em chúc cho Honey 3 số 5 đó mẹ đang đeo nè. Trước mắt không, la trước mắt được không? Nó kêu kiếm một là trong tủ sắt của chị không có. Thì kiếm quầy lai, quầy lai em có, bên quầy bán lẻ ở đâu, còn nằm đâu, không lẽ nằm ngoài đường. Chơi chơi trước mắt nó không có. Rồi em hết rồi mấy chị. Rồi 3 số 5 rồi, kêu tình yêu Quỳnh Như, kêu tình yêu Thanh Ni. Rồi bây giờ chốt đơn mấy chị luôn, giá 1.250.000. Rồi em chốt mấy chị là 4.750.000 giùm em. Rồi lắc bạn già lên liền là bạn yêu ơi. Em sale cái lắc này cho mấy chị, bữa nay giá tẹt ga luôn. Rồi bữa nay đồ lên mà em bán giá sụt cho mấy chị nha. Trên khóa có hộp luôn em, hàng mới. Không, ni em đang đeo là ni tay 55. Cắt ni được nha, nói ni được luôn em. Nếu chị nào ni tay 60 em lấy chiếc bên đây, em nói bên đây cho mấy chị. Em sale cho mấy chị giá 1.1 triệu. 4.750 em có 5 con, 4.750.000. Bé có 5 em à, bên hông bên trên đế. 3 số 5 nhẫn này à, sòn có hết rồi. Vài bữa nữa nhẫn nó mới được về. Rồi em chúc cho bé yêu 5 con mấy chị ơi, đẹp tuyệt vời. Rồi lắc tay em sale cho 1.1 triệu. Ni tay to, giá tiền này. Ni tay lớn á, lớn lớn bần luôn á. À, dạ lại tiệm dạ cao hơn giá này một chút xíu, mua trên live là rẻ nhất. Dạ mấy chị ghé tiệm thì cũng mua rẻ hơn tỉnh mấy chị cũng rất là nhiều. Mấy chị ghé tiệm thì cũng có giá 1.1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu rưỡi nha, ít có giá 1.5 triệu lắm. Rồi lắc tay em sale cho giá 1.1 triệu nha. Em có 2 em mới về, nó không hỏi vừa thổi vừa coi luôn em này. À, đẹp xỉu chưa, sale giá 1.1 triệu, cỏ nào cũng vừa cho mấy chị hết chưa. Dạ, tối nay em lên 8 giờ em lên lay xô sòn nha mấy chị. 400 món sòn mới về. Giá tao nói giá quỷ diệt đó, từ 18% cho tới 30%, 15% tới 30%. 24.500 sale giá 1.1 triệu. 24.500 sale giá 1.1 triệu. Này trả cọc cho baby đi không? Ok gái ơi, à, nó không làm kịp cho em mà coi trả cọc cho baby đi cục cưng. Mượn anh Tùng để cho gọn đi không? Ok gái yêu, đợi xíu nha gái yêu. Trả cọc cho baby đi cưng. Kêu chị Duyên á. Baby á. À, rồi đi tay 55 trở lại giùm em. Đấy mấy bạn không có thời gian đợi đâu. Mấy em chốt 1 tuần lễ người ta đợi gì được, 5 ngày người ta đợi không được rồi. 24.500. Rồi nhẫn chốt đơn nãy nhiêu con? Học đọt. Nhẫn là nhiêu quên rồi, đợi em xíu. 3g 79. Rồi nhẫn chốt đơn em 4.750.000. 4.750. Nhẫn lắc tay 24.500 sale cho 1.1 triệu cả nhà ơi. 24.500 sale cho 1.1 triệu. Rồi mặt trái tim, khoen đầu Amaro, mẫu đẹp luôn, em sale cho 1.100.000 luôn. Hàng VIP mấy chị ơi. Rồi em chốt đơn mấy chị 5.830.000. Em ăn giống ngoài chị mệt quá, bây giờ đợi xíu, giờ sửa nhà sửa cửa. Cái nào làm cũng chậm hết á mấy chị, đợi được từ từ thì em làm cho, còn ai mà gấp quá là không kịp. Rồi 5.830 sale cho giá 1.1 triệu. À, Lon Lon ơi, của mình mã nào Lon Lon ơi? Nhẫn 58 tôi nhớ còn đây nè bạn già. Bây giờ tôi kiếm không ra. Sòn tôi lừa ba kia. Tối nay tôi có sòn nữa. Đây nhẫn 58 triệu Super Show nè con. Chiếc này sòn nè. Nè 58. Trời ơi. Rồi 58 con chốt tình yêu Super Share. 5077 giùm em nè. Và đậu lỗ 10%. Trong một tháng đậu lỗ 10% này cả nhà. Bắt đầu từ quá đơn từ ngày 5 tây tháng 6. Quá đơn từ ngày 5 tây tháng 6. Con nói với chị Duyên đi. À, con tiệm thì người online đi. Nha, người nào nhiệt tình đi đó. Rồi xong con di chuyển bạn kia xuống dưới. 24.500. 24.5. Rồi nhận cho em 4.750 giùm em nhận. Em 4.750. Lên
Rồi bông tay em sale cho mấy chị luôn, da bông giọt nước sale cho giá 1 triệu 1. Tối nay lên sò mấy chị, lỡ rồi cho nó chọn dạng ca này luôn, ý luôn đi. 9.900.000 dùm em, bao đẹp luôn em mấy chị ơi, 12.500.000 đó. Bây giờ em chốt đơn cho mấy chị 9.900.000 sale cho giá 1 triệu 1. 9.900.000 sale 1 1. Em có một đôi duy nhất luôn em nha, giá quá trời yêu thương nông đàn. Sang giả mang cho mấy chị. Không có thua gì bông sòn 80 triệu đâu nha. Mẫu này từ mẫu sòn đi về 80 triệu. 80 à, 9.900.000 em chốt tình yêu bé yêu xem 1 triệu 1. Rồi mặt dây chuyền tôi xem với bà luôn, giá 1.050.000. Ai mua hơn được 5.560.000. 5.560. Khoen đầu Amaro luôn em nè. 5.560. Rồi tôi chốt với tình yêu Trang Nguyễn nè. 5.560. Rồi ok hết. Em có hai chiếc nhẫn nam này siêu đẹp trai, 3 chiếc đẹp cực kỳ, 5 chiếc tổng cộng luôn. Trời ơi, toàn mẫu tăng cấp không nè. Hàng VIP mới về mấy chị ơi, đồng giá xe 1.200.000. Và ni tay tầm ni 20 trở lại giùm em nha, ni 20-22 trở lại, không có làm lớn hơn ni 20-22 được nha cả nhà. Cắt ni ra ni đều vô được luôn em, đó, những nam đẹp đẹp không, mấy bà nhìn đi. Toàn là mỹ nhân nam không, chiếc này lớn nhất, sale cho mấy chị giá 1.200.000. Rồi 5 chiếc nhẫn nam sale giá 1.200.000. Mấy bà mua trên 20 triệu đó mấy chị, bây giờ em sale 15.384.000. Bên hồng bên trên 15.384.000 nha, thương chồng nha, giống em nha. 15.384 sale giá 1.200.000. Đó, con cứ chụp đi không được con đăng lên đây con. Có gì đăng bấm 5 hình sale giá 1.200.000. Là chiếc nam bự. Rồi Nguyễn Xuân Thanh 15.384 sale 1.200.000, chúc đúng một người thôi mấy chị. Rồi em chốt mấy chị 12.144. Đây bên hông nè. Bên trên lòng trong dắt là anh ấy không có dắt lòng mấy chiếc nãy. Cũng đẹp luôn nghe mấy chị. 12.144.000. Nam xong tới liền cho. Chốt với chị Hoa Hoa. À, rồi xe 1.200.000. Sống này em tới bông cho. Rồi bây giờ hết xe 1.200.000. Rồi chốt tiếp tục chiếc tam cấp này. Cũng từ mẫu nhẫn sòn Hồng Kông luôn em, lòng trong luôn mà em, bên đây luôn mà em, ni tay bây giờ chỉnh sửa ni tay được nha cả nhà ơi. Rồi chốt luôn em là 12.790.000. 12.790 sale giá 1.200.000. 12.790 sale 1.200.000. 12.790 sale giá 1.200.000. Rồi chốt giùm em 11.760.000. 11.760.000. 11.760. À trời ơi, đẹp cho mấy chị nè. Như cái nách luôn á, đẹp lắm, bên hông hình trong có ngôi sao á chị ơi. Ở trên á. 11.760. Ấy da, gãy giò dữ rồi. 11.760 nhẫn nam. À, muốn mua con cứ chụp đi đừng đẩy bên kia luôn. 11.760 sale giá 1.200.000, nè đăng nhẫn lên đi không? Tầm 11 triệu tới 16 triệu. Rồi chiếc này 14.510.000. Trời ơi đẹp dễ sợ chứ mấy chị, đâu có thua nhẫn mờn tỷ mấy đâu, lòng trong dắt lòng đồng tiền. Đeo tài lộc dữ lắm. 14.520.000 sale giá 1.200.000 nhẫn nam. Rồi bông tai nè. Nãy chị nào yêu cầu bông tai em lên chân chục đó, bông tai sale đồng giá 1.100.000 nè. 11.510.000. 11510 con nhớ mã không? Rồi 14.520 Phạm Thanh Tiệt. Rồi bông tay em lên cho 1 chục đôi. Rồi em xả cho 1.100.000 một gam. 1.100.000 em lên cho 1 chục đôi xong em qua tới mặt, em qua tới vòng, qua tới lắc cho. Mấy chị muốn gì cũng có. Chốt chắc biêu, chốt đúng một người luôn em nè. À, bà nào mà không mua tội em mua mà. Chốt mà không mua tội nha. Rồi bông LV sale cho 1.100.000, 3.288.000. Này nhẫn nam bỏ ra con, 12.79. Em còn chiếc nhẫn nam này nha, 12.790.000. Ngoài số đó ra tất cả là giả 24-27 nha. Rồi 3288 chốt cho Bích Danh. Cái này mày bán cái nít giả thôi, gắn chịu thôi chứ giờ cũng biết làm sao nè. Rồi xe cho 1.100.000, em chốt đúng một người.
Rồi bông halo nữ hoàng sale cho 1 triệu 1. Rồi qua mẫu mấy chị ơi. Chị ơi vô trong cái inbox liền chuyển cọc liền giúp em ấy chị Bích Danh ơi. 3.860.000 sale giá 1 triệu 1. 3.860 sale giá 1 triệu 1. 3.288 tao mua rồi nè con. 3.86 sale cho giá 1 triệu 1. Rồi em chú tình yêu chị Trang Thạch dùm em 3.860 sale giá 1 triệu 1. Rồi đôi vuông này em nè, xuất cái hộp không bán. Rồi mẫu vuông móc máy luôn em, sale cho giá 1 triệu 1 luôn em. Đang lên đồ nhỏ nhỏ cho mấy chị đó, cho nên là nó hơi phải cần thời gian. 2.320.000 sale giá 1 triệu 1. 2.320 số tài khoản 2.427 ngoài số đó ra là giả hết nha. 3.86 Trang Thạch cho con. 2.320 chưa. Rồi em chốt cho đôi viên kim cương này dùm em, sale giá 1 triệu 2. Rồi em chốt cho Đặng Trinh dùm em, sale giá 1 triệu 1. Chị em chốt đúng một người, người nào được đẩy vô người đó cho tiền dùm em. 3.140.000 sale giá 1 triệu 2. 3.140 viên kim cương đó, lên tay này có duyên lắm. Rồi 3.140 này con, ta mua rồi nè. Rồi Trúc Thanh dùm em 3.140 sale giá 1 triệu 2. Bông ý toàn tay. Dạ ok tiền Lê Lê, coi tin nhắn với tiền Lê Lê đi không. Chắc bill có chế đất 5 ngày quá. Rồi bông tai sale cho mấy chị giá 1 triệu 1. Mẫu mới hàng đặc biệt đeo được hai dáng kiểu nha. Chốt đơn 6.150 3.140 em bán rồi mấy chị ơi. Em chốt đúng người người thôi ha, cho dễ. Nè một là mấy chị đeo kiểu gì, ở nhà có cái đít bạc hay đít gì đó gắn vô đây, còn không có đít ý có đâu khác để vô. Rồi 6.150.000 dùm em, sale giá 1 triệu 1. Đẹp tuyệt vời chưa, mua đâu có đụng hàng với Vinh Đình. 6.140 sale giá 1 triệu 1. Số tài khoản các bạn trên đầu của Vinh đang đeo nè. 6.140 dùm em, cả nhà ơi đeo được hai dáng kiểu. 6.140 dạ, đặt cọc 2 triệu 3 triệu cũng được. Số tài khoản số lưng trên đầu em, chị nào khách cũ thì chuyển khoản đủ cũng được dùm em ha. Tại vì là khách cũ biết số tài khoản rồi, khách mới thì chuyển 2 triệu 3 triệu thôi. Nếu đơn hàng không dưới 20 triệu là nín thân cho đi luôn. Nếu mà trên 20 triệu thì sẽ chuyển thêm nha. Chuyển thêm làm sao cho đôi tu hộ dưới 20 triệu là được, đủ. Rồi em chú tình yêu quanh lọc, chú cho quanh lọc dùm em. Rồi bông phen gắn đường kính 35 sale cho mấy chị giá 1 triệu 2. Giận sống nha mấy chị, phen giận sống hàng đặc biệt sale giá 1 triệu 2. Rồi chốt giúp em là 3 triệu. Lưu ý giúp em số tài khoản số lưng trên đầu em, không chốt giới hạn cho em, không chốt Zalo, chốt trang nào hết, chốt hàng trang này thôi. Rồi lên đơn em đã bông tay khoen 3 triệu sale giá 1 triệu 2, mua đen lắm mấy chị ơi. Rồi 6.140 chốt cho Lộc cho con ơi. 3 triệu chốt cho tình yêu Lộc phát nè. Con vô chưa, đẩy qua là có người chốt đó con. Rồi em sale đặc biệt cho mấy chị luôn giá 1 triệu 2. Em sửa nhà lần này nữa là em xong rồi. Còn nếu như sau này mà em có phát triển thì mấy căn kế bên của anh em nữa thì em sẽ làm nguyên một cái tiệm sòn. Em sẽ có bàn ghế salon giống như trên Sài Gòn nha mấy chị. Đó là phát triển thêm. Còn không thì ở đây vẫn y thinh như vậy, không liên quan gì hết. Rồi chốt đơn luôn em, 5.450.000. Gần một chục nít giả luôn, kêu mấy chị chuyển khoản, mấy chị lưu ý giùm em một trang này thôi, cho nên đừng có ghi bông, ghi dây 5 ngày, 10 ngày gì hết. Bà nào tôi biết là nọ là gần gấp thì ghi giùm tôi là inbox liền giùm tôi. Ngày hôm qua em kia chị kia có bị gạt 45 triệu, chị Quanh Lộc ơi, xóa số điện thoại giùm em đi chị yêu ơi, 5.450 Thúy Võ. Mấy bà cần gấp thì ghi chữ inbox liền giùm em, ghi từ lưa ba khí lên đây, nó biết mấy chị câu chuyện sao nó sẽ gạt mình. Chị ngày hôm qua nó ban đầu chị chuyển cọc cho em 2 triệu là đúng. Tới sau đó là nó nói cái gì đó là chị chuyển thêm cho shipper 40 mấy triệu. Nếu như có chuyển thêm lần 2, lần 3 vẫn số tài khoản ban đầu, vì cái bill của mình nó hơn 20 triệu tụi em đi hàng không có được. Nếu có chuyển thêm vẫn số này, không có liên quan tới shipper gì nghe mấy chị ơi. Dạ chốt luôn giùm em nhẫn này. 6.198 sale giá 1 triệu 1. 6.198.000 sale giá 1 triệu 1. Một số tài khoản số lưng trên đầu dính nó cục vàng qua tím ơi. Tối nay sòn chị lên nhiều lắm Diễm ơi. Tối nay 8 giờ gặp Nhi tối nha. 6.198. Ni đang đeo ni số 11, 12 em sale 1 triệu 1.
Rồi chúc cho An bé cưới dùm em 6198. Mua thì mua, không mua xả trên like, vui vẻ không bao giờ trong chân mày nha cả nhà. Đừng có xả dưới like giống như tối chứ có bơm em mấy chị. Tối nít giả vô chốt từ lưa ba khía, lắc mới 1399, em còn chiếc duy nhất em xả mấy chị luôn 1 triệu 3. Lắc vuông caro xe 1 triệu 3. Ruby em để cho mã sao 6198. Rồi cho em 9.711.000. 9711. Rồi xíu nữa con đem 100 món xong bị liên lại nha con. Rồi cho em 9.711.000 chốt cho Duyên. 6198 chốt cho hai chị. 9711. Rồi chốt cho tình yêu Duyên BRM. 9711. Kêu anh thay đồ xíu chuẩn bị dắt nó vô trong xì ba nha. 2 giờ rồi dắt nó đi. Thôi 2:30 thôi. Nó chuyển chạy là vừa đó con, nó chậm chạp. Rồi em xe cho cái lắc này, em có hình đăng cưa luôn mà em xe cho mấy chị giá luôn 1.2 triệu. Rồi cho em là 3.250.000 vô chổng cho người ta làm khoảng nửa tiếng rồi 3 giờ. Còn về là Zalo giả nha. 9797 11 để sao tình yêu Ruby sao giá 1.3 triệu. Rồi kiểu này sao chưa nổi cho ly nước hết ta. 3250 giùm em sao giá 1.2 triệu. Zalo giả chị ơi. 3250 sao giá 1.2 triệu. Rồi em chốt tình yêu trung thành. Biết đường đâu lựa mấy chị, nhiều khi lựa nghe đít giả với bơm không, với lựa mấy bà thích sang sang không à. Sang sang không có mua à. Mấy chị chứ mà ta bình dân chứ người ta mua thiệt. Mấy chị mà làm giọng nhà già quyền lực lắm mới chốt xong có mua. Rồi em sell cho mấy chị luôn giá này. Em sell cho mấy chị giá 1.2 triệu. Giống như ngày xưa vậy đó. Mấy chị thấy chị đó chốt khí thế anh hùng chứ đâu có mua đâu cha. Phải bắt đem mới tặng nhà tặng chỗ coi làm sao mới mua. Nhưng mà dưới ngoài đường là chỉ mua nhiều, lên chốt. Nhưng mà trong ruột sao dám kể. Sao dám kể mấy chị. Phải đem cho một rổ vàng lên cho anh một mâm vàng cho lựa. Dạ mấy chị, một mâm vàng cho lựa xong mới chốt. Mấy chị thấy trên like vậy nè. Thì chốt nồi vậy đó. Chứ thật sự là em phải gom cho bà lựa. Ông nội ơi. Xong ngược lại cái bà đi lại tiệm vàng khác, cái bà nói xấu em. Mà vô tình là con bé em của chị tiệm vàng bên đó nó chơi thân với em. Nó nói bà nói chị quá trời. Tôi nói trời Phật ơi, tao có làm vậy đâu nói. Toàn là bà đi nói xấu người ta không. Cái tao chỉ cừ thôi, tao không dám ừ nữa đó. Rồi cuối cùng nói tao nói. Vì vậy trời, con chỉ cừ thôi, con không dám trả lời nó nói má. Không dám trả lời luôn. Rồi cuối cùng là nói tôi nói. Ôi trời, mà tôi có chuyện gì đâu nói xấu tôi. Dạ. Không không có chuyện gì để nói xấu luôn đó mấy chị. Đó, mà tôi biết bí mật của bả đó bà. Đó, tôi biết bí mật của bả luôn. Tại tôi chơi thân với nhỏ kia. Tôi biết bí mật của bả luôn. Mà không kể. Chuyện của người ta đó giống kể mấy ông nội. 3.600.000 sell cho giá 1.2 triệu. Nhỏ kia chơi thân tôi kể tôi nghe bả làm sao 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 chơi hả. Sell cho giá 1.2 triệu. Đây em chốt với chị luôn mà em. Cái này ngắn quá để nói sao. Rồi bông nữ hoàng mà em sell cho giá 1.1 triệu. Ok ok em chào tình yêu Bình Lê nha. Xíu nhắc chị hỏi chị dây như mày 6:30 nha. Rồi chốt em 3.190.000 sell giá 1.1 triệu. 3.190 sell giá 1.1 triệu. Lắc tài này 3.600.000 cái ơi. Chưa chút có xíu xong like đi tụi nó chết em ơi, giờ này đang chốt like chết liền không được em ơi. 3.190 mắc cười lắm. Bà tôi đi nói xấu con ta xong đã, bà tôi nói không vụ gì vậy trời. Nhân tần đạo đức lắm em má ơi, nhìn nó ra luôn ngoài chạy đâu ra đó. Rồi em chốt đơn với mấy chị luôn, cái này lắc đồng tiền. Sell cho giá 1.200.000 một gam đồng tiền. Dạ em chào chị hai. 3.720. Dạ bây giờ đồng hồ Rolex, đồng hồ tiền tỷ mà bà ngâm cũng vô nó. Đeo bình thường nó không vô mấy chị ơi. Dạ 3.720.000 dùm em sell cho giá 1.2 triệu. Cái này ít có bán trăm lẻ lắm nhưng không có nhân viên để bán. Rồi em sell mặt mẹ quan tâm Bồ Tát sell cho giá 1.2 triệu. Rồi em chốt tình yêu tâm lạc dùm em 3.720. Sell 1.2. Chốt dùm em là 3.100.000 dùm em sell cho giá 1.2 triệu. 3.100.000 nè con, lắc tay 3.720 chốt chưa con. Tâm mạc lạc rồi. Mẹ quan thế âm 3.100.000 sell giá 1.2 triệu.
chút đúng người luôn á. Chị nào được đẩy vô có hình có đơn chuyển cọc liền giùm em, không có chút vui nha mấy chị. Mấy chị đừng có vui trên nỗi vui của mấy chị, rồi mấy chị cho sang để nỗi đau hình của em nha. Không mua xả trên like, vui vẻ không bao giờ quạ, không bao giờ trâu chân mày. À, chị có mấy bà chốt đơn em xong, trong live stream xong, bơm em cỡ 5 lần trở lên, em có đánh nguy hiểm. Cỡ giờ có comment cỡ nào em cũng không đọc. Chứ ai mà bơm 5 lần, 10 lần mà đọc hoài, em đâu có lì khùng dữ vậy. Rồi dây chuyền 5 tấc sale giá 1,2 triệu. Bơm trên live chút xíu xong mua lại khác, em vẫn đọc bình thường, bơm dưới live. Bơm trong tin nhắn mấy chị, em cỡ 10 lần trở lên là không đọc, em lì lắm. Người ta cho 3 lần em tới 10 lần lận. Mà lần thứ 11 cũng không mua. 3,888,000, chiều dài 5 tấc sale giá 1,2 triệu. 3888. Xả bông 545. À, ni á, cái đó cắt được nói được khỏi hữu ni gái ơi. À, chiều thủy giỏ xả 545. Em là cho tới 10 lần là người ta nói nhất quá tam đó. Rồi, chị đó xả. Rồi dây chuyền chiều dài 5 tấc, chị mua xong được quyền cắt 3888. Rồi chị ai đây? Rồi chế Nguyễn ngang 3888 xe chân 1,2 triệu. Rồi lên đơn giúp em ba. Rồi mặt nhỏ nhỏ nè. Em xe mấy mặt nhỏ nhỏ cho mấy chị nè, em xe chân 1,2 triệu thôi mấy chị. 1,2 nha, ai được đẩy tin nhắn có đơn là có hình chốt đúng một người luôn. À, giờ chơi gan vậy đó ha. À, còn mua thì xả trên like nha. Chị thấy chị Nguyễn Thu chị xả em 8833 nè. Cái mặt em có trâu chân mày không? Hay em có buồn bã không? Không. Không có, giờ này vàng bạc mắc tiền lắm. Ví dụ như mình không mua, mình xả trên live bình thường. Em cũng là vậy mấy chị, em hiểu chứ. Đâu có phải bắt mấy chị mà không vừa bụng, mấy chị phải nhận dưới cái lòng mấy chị không thích đâu. 1,3 triệu sale giá 1,2 triệu. 3888 này tôi mua rồi chưa con? Rồi, nhẫn này mà em sale cho mấy chị giá 1 triệu nha. Chốt giùm em 6,720 triệu. Rồi, em chốt cho Phương Lê mà em sale giá 1,3 triệu. Em chốt đúng một người luôn đó, cho nó chắc đơn. Mình có tin nhắn có hình là có đơn, mình cứ biết khách cũ biết số tài khoản của em thì cứ chuyển khoản đủ luôn cho nó nhanh cả nhà, khỏi mất công phải kêu lần hai lần ba. Rồi à, nhẫn đuôi phụng. Rồi em chốt mấy chị 6,720. Rồi em chốt chiêu từ kiều xeo giá 1 triệu. Rồi bé hết. Rồi mặc giùm em trong set bộ giùm em nè, em xeo cho mấy chị luôn giá 1,1 triệu y chang như mặt sòn nha, y chang như mặt sòn. Nhẫn phụng chốt với từ kiều và văn bé thôi. Từ kiều chuyển khoản giùm em ha. 4,630,000 sale giá 1,1 triệu. Cho nên là có bơm, bơm trên like dùm công đức vô lượng mấy chị ơi. Sống tốt tâm tốt sẽ có cái quả tốt. 4,630 sale giá 1,1 triệu. Rồi em chốt tình yêu Viên Ngô 4,63. MB băng trùng tên với Vinh Quỳnh thì tin tiện là giả nha. Một số tài khoản này tên trùng tên có nha cả nhà. À, rồi em có ra bông tai này em. Xem mấy chị giá 1,150,000 giùm em. Rồi ok chị yêu chúc trần không sao, chị cứ không không vừa bụng xả trên like giùm em là được. Trong tin nhắn nó có cho mai mốt nó cũng dễ mấy chị. Dạ ok thì yêu duyên RMB giùm em. Mấy chị biết không, đồ sẵn cho khác chưa có cắt được thôi, nói không được nhưng bé Vinh nói được luôn. 8,520 sale cho 1,150,000. Nhẫn phụng 6,72 con vô cho chế từ kiều cho con ơi. Rồi bông tai giùm em 8,520. Bông tai 8,520,000. Đẹp xỉu chưa? À, rồi chị nào xả xả xíu con gơm con lấy một lần được không la lét? À, gơm một lần lấy cái đi con, bán cái nào xả xả bán nhẹ lên ta. Không vừa bụng thì xả trên like chứ đừng có nín thinh mấy chị tội nghiệp em mấy chị. Ví dụ mấy chị cũng phải đặt đèn bằng cảnh nhân ta, ta like ta bán được ta chốt. Ta không dám chốt cho người khác, ta chốt cho mình cái xong cái mình làm vậy nó kỳ lắm. 8,520,000 sale. Rồi lắc dằn trăng ngôi sao, lắc tai, lắc em bé, à, lắc baby sale giá 1,2 triệu. Rồi con coi cái nào xả con lôi ra hết, bán lên mày bán lên con ơi. Rồi em chốt lắc em bé em 1,900,000 giùm em này. 1,900,000 giùm em là này. 1,900,000 lắc em bé giùm em. Nguyên cái la van xả giờ gần gần cuối like đó con, lấy ra bán người khác lại con. Thà cứ mấy chị cứ xả xả trên like cho người ta để tội nghiệp người ta biết được kết quả người ta không có lấy chồng được gì kiều, người ta lấy chồng Việt Nam chứ. Chứ không lấy giàu được thì cũng lấy nghèo nghèo được. Chứ mấy bà cứ cho lấy chồng giàu đồ ha, sung sướng dữ lắm, buông ra trời ơi khổ với mẹ. 8,520 giùm em. Rồi ok chúc đợt.
đẩy một đống cho đứa con, cái nào xả xả luôn lấy cho mẹ đi. Hàng vậy, hàng vậy cho cuộc đời nó đớn đau. Em chốt đơn với mấy chị luôn, mình hiểu được là bây giờ mình như thế nào. Rồi em chốt đơn với chị luôn, giá 1.050.000 cho những san hô cao cấp, hoặc cao cấp luôn em. 1050. Tối nay soàn với chị là em bé Vinh nó rồi. Đẹp xỉu chưa? 7.917.000. Ok. 7917. 7.917.000. Rồi, em lên tất cả này là dòng họ nữ hoàng. Nữ hoàng tròn, nữ hoàng hoa mai. Dòng họ nha. Em lên mấy kiểu này kiểu nữ hoàng không? Rồi, em có 5 chiếc em xả. Mấy chị luôn giá 1.100.000 một gam. Rồi, em chú tình yêu Vân bé 7917. Rồi, chú xíu cái nào xả xong buông qua đây mẹ like lại này nha. Rồi, sale cho 1050. Rồi, em chú cho Vân bé. Rồi, 5 con này em sale cho mấy chị giá 1.100.000 một gam. Ni tay bên nhà Vinh chỉnh sửa ni tay được, cho nên không có lo lắng lăn tăn về vấn đề ni tay. Rồi, em chốt chứng nhận này cho mấy chị 8550. 8.550.000. Năm em ni tay chỉnh sửa ni tay được. À, đường kính không quá đường kính 18 là vô tư, đường kính 18 trở lại giùm em. Đường kính 18 trở lại giùm em 8.550.000. Xe cái giá 1.1. 8550. Dạ. Yeah. Em chốt chiếc nhẫn bông rồi cho mấy chị luôn em. Rồi hồng mai 8550. Cái nào cũng đẹp cho mấy chị. Rồi xem. Rồi chốt giùm em 7.820.000. 7820. À, 7.820. Xem có 1.1.000 thôi. 7820. 782. Nhẫn nó cũng đẹp đó mấy chị. Cái nào cũng đẹp chứ á. Đã nói là dòng họ nữ hoàng mà. 7.060.000. 7060 sale cho giá 1.1.000. 706. 7060. Trời chiếc này 7820 mà suy nghĩ gì mấy chị. Chiếc này là em thấy có duyên cực kỳ luôn. Nè cái đai nè. Bên hông bên trên nè. Là chiếc này nha, 7820. Rồi chiếc này mềm 7.050.000. Bông 705. Xeo cho 1.1.000 hết. Rồi lên lắc tay phải không? Ok, nhẫn ế qua lắc tay. Rồi, em bán dây chuyền. Dây chuyền mì 4 tấc 2, xeo giá 1.2.000. Dây chuyền mì 4 tấc 2, xeo giá 1.2.000. 782 chốt chế Vân Sơn. 705 chốt chai đi cục cưng ơi. Chế đó cũng đẹp nói chứ yêu. Cái nào đó này đẹp đẹp à. Rồi em chốt mấy chị 2.200.000. 2.2 chiều dài 4 tấc 2, mì thùng. 2.2 chiều dài 4 tấc 2. 2.2 chiều dài 4 tấc 2. Rồi em chốt cho Thế Ngọc Dung. Rồi em hết. Hai hai chiều hai. Em chốt cái chiếc nhẫn này cho mấy chị giá 999.000 một gam. Nhẫn nữ hoàng. Rồi chốt đơn 22 cho con. Rồi chốt em 8.700.000 giùm em, sale cho giá 1.999.000. Chưa tới 1 triệu luôn nha mấy chị. Bông đang đây là 8.520. 22 chốt đơn. Chốt đúng một người luôn đó. 8.690 sale cho 999. 8.690.000. Kèo thơm. Kèo thơm nha. Mặt chữ hết trong set bộ. Đây con lụm này lên. À, em sale cho mấy chị mặt chữ H luôn nha mấy chị, 1.2.000. Chốt giùm em là 4.920.000 mặt chữ H. 4.920. 4.920 giùm em. 22. Để sao cho tình yêu thanh tiền cũng vậy ha. Thôi em chúc một người thôi mấy chị, để lu bu lắm. À, để luôn để nó lu bu lạng sạng. Rồi mặt em 4.920 giùm em, sale cho mấy chị giá luôn 1.2.000. 4.920 sale giá 1.2.000. 4.920. Chị Hồng Mai có xả chiếc kia không chị ơi? Hồng Mai có xả chiếc kia không chị gái, hay là chị lấy hai chiếc đang chị biết báo em. À, rồi 4.920 giùm em mặt chữ H thương hiệu Hermès. Ok. Rồi. Chốt đơn em với chế Hoa Hoa.
chốt nào xã nào mã nào để chút xíu ta lấy đồ nghe mấy chị ơi, sale lên hết nè em. Lắc tay hột full lùm em, cái này em không có chỉnh sửa đi được nha, ni tay tầm ni tay 50. Chị nào mà ni tay 49, 50, 51 giùm em là đeo được. Em sale giá 1 triệu 1 khóa có hộp full luôn em này. Vì cắt là cắt xe nhiều mà ra thì cũng không có mắc để ra. Full đẹp luôn em. Cháu nhận là cháu nhận dạng hộp mà model Hàn Quốc Korea, sale 1 triệu 1. Ni tay 49, 50, 51 đeo được 10 triệu 650. 10 triệu 650 ngàn. Em sale cho giá 1 triệu 100 ngàn 1 gam. Mở này ra coi. Mở nước uống hay không? Dạ 1 triệu cũng được chứ ơi, xem 1 triệu mốt. Trời bao đẹp. Cái lắc năm bà đeo lên tay đó y nhục sòn luôn. Hột để xa này, để gần nó bị chá. Xa hột rất là đẹp luôn, ở ngoài cũng vậy luôn. 10 triệu 650. Chị Dung tao mua con dây mì thun 22 triệu 2 đó. Con vô chưa? Dây mì thun với chị Dung đó. 10 triệu 650 ngàn. Mua đi chế rẻ quá trời luôn. Bông tay em sale cho 1 triệu 1 nè. Bông tay nữ hoàng hoa mai sale cho 1 triệu 1. Em chốt đơn mấy chị là 2 triệu 816 nghe. 2816. Y chang sòn, một đôi lẹ. Rồi, em chốt mấy chị luôn rồi em 1 triệu 2. Hình giọt nước y chang như bông sòn 45 triệu. Rồi em chốt chị yêu Nguyễn Nhung. Hôm nay không chốt người sao. Chị nào được đẩy vô biết mình có đơn, có tấm hình cho xin liền 2 triệu liền dùm em. Rồi em chốt mấy chị 5 triệu 605 ngàn. 5605. Đó. Luôn gì dùm em. 5605. 2816 em hết rồi. 10 triệu 650 là lắc tay hả? Không được băng lại xả ra đi con. Rồi, 2816 chốt nè. Rồi, Trinh Nguyên Trần dùm em 5605. Rồi bé hết. Rồi mặt dây chuyền y chang như mặt sòn luôn em. Trời ơi, đẹp giả mang chưa? Sale cho mấy chị 1 triệu 1 gam. 1 triệu 100 ngàn 1 gam luôn em nha. À, mặt nữ hoàng. Chốt với bạn 1 triệu luôn 4 triệu 3. 10 triệu 650 ngàn. Coi tin nhắn bèo không? 5605 ta mua rồi nè con. 1065 đi tay vừa là vô mánh bê qua. Rồi mặt dây chuyền là 4 triệu 3 sale trơn triệu. 4 triệu 3 sale trơn triệu. Ồ, đẹp giả mang. Đẹp giả mang cái mặt này. Sale 1 triệu 1 gam. Bung bà. Rồi cái những full dye này ni tới 13 mấy chị ơi. Ni 13, 14 unisex nam được, nữ được luôn em. Em sale cho mấy chị 1 triệu 1. Rồi Lê Thanh Duyên nhà em 4 triệu 3 xe 1 triệu. Rồi nhẫn đi 13, 14 nha. Chốt đơn em 4 triệu 020 ngàn. Full luôn em Amaro 3 hàng y chang nhẫn sòn. Nữ mình đeo mình vẫn đeo con cái được nha cả nha. Đi 13, 14. Mấy bà mua nhiều khi đeo con cái vậy nè. Mua đen mấy chị. Là lạ không có nhiêu tiền. 4020. Xe giá 1 triệu 1. Nhẫn này chốt cho, chốt cho 2-3 chị đi. Tại vì nhiều khi cái ni tai á. Rồi 4020 chốt cho Đặng My nè. Vì cái ni tai ai vừa xem bán cho người đó. Rồi chị yêu Nguyễn Phương Thanh nè. 4020. Rồi ok, chị nào vừa bán chị đó nha. Tại vì cái đó là không có chỉnh sửa đi được. Rồi bông tai này em sale cho mấy chị luôn giá 1 triệu 1 gam. Em có duy nhất 2 đôi. Còn cái lắc chân nó dướng ở đây sao gỡ. Bộ lạnh nè. Nữ hoàng đẹp luôn em, nhẫn mới nha. Em về được số lượng 5 chiếc, em còn 1 chiếc em xả luôn nha mấy chị. Tất cả học tấm giá này học luxury luôn em. Chốt chứng nhận cho mấy chị là 9 triệu 100 ngàn. Sale cho 1 triệu 100 ngàn 1 gam. 9 triệu 100 ngàn nhà em sale cho 1 triệu 100 ngàn 1 gam. Bông tay đây tôi có 2 đôi à. Bao đẹp em. Xả 3 triệu 2. Xả mặt mẹ 3 triệu 2 nè con đó. Cứ xả trên like vui vẻ không quạo mấy chị, chứ đừng có kiểu là mình thấy comment khó quá, cái gì mình cũng dành cái tốt chút xíu xuống cái mình không mua. 9 triệu 1. Rồi em chốt cho chị bông tai sale 1 triệu có 2 đôi. Rồi bông đang đeo là 8 triệu rưỡi. Sale cho 1 triệu 150 ngàn. Mặt mẹ chị kia xả đó con chốt với tình yêu Trâm Nhi đi con. Chứ chốt tôi lừa la chút xíu xuống tội nghiệp. 12 triệu 730 ngàn. Em có 2 đôi 3 đôi. Rồi nhẫn chốt đơn em
9.100.000 dùm em. Chị Kiều Hồ ơi, 9.100.000 nha. Rồi bông tai dùm em, em có số lượng 3 đôi, sale cho mấy chị giá 1 triệu. 12.720.000, bao đẹp dùm em. Mẹ 3.200.000 chú tình yêu Trâm Nhi chưa? 1.272.000. Giờ lại mua đồ sale không có chấp nói bên đây bên kia nha mấy chị. À, đổi lỗ 10, à, bán lỗ 20 trong vòng 30 ngày, qua 30 ngày là 15-25, đẹp chưa? Sang cực kỳ, y gan minh tiết. Rồi em chốt cho mấy chị luôn, 1-2-7-2-7-3. Những đó người ta mua là chị không còn. À, chị Từ Kiều có lấy không? Chị Từ Kiều, hôm nay em lên Từ Kiều ơi. Rồi mặt dây chuyền nữ hoàng em sale cho giá 1.200.000. Trời em lấy về 5 cái, em còn cái em xả luôn mấy chị ơi, cho nó gọn cái mâm vàng em. 2952 sale giá 1.200.000. Trời ơi, kiến gì mũi cắt cái gì cắt cái đít chưa? 2.952.000 sale giá 1.200.000. À, nhận chốt đơn 9.100.000 sale giá 1.100.000. 2952 chốt cho Lê Vy. Sale cho 11. Rồi, em có một cái lắc trái tim ni nhỏ ni 4850, cái này em không có nói đi được nha. Em sale cho 1.150.000. Có mũi vậy đó. 9.100.000 cho tình yêu Thanh Tiền, 2952 dính hết trơn rồi. Rồi em chốt đơn mấy chị là 3.850.000. 3850, 1.150.000 mấy chị, như tay 50 trở lại. Rồi lắc chân nè mấy chị ơi, đeo chân được, đeo tay được, hàng cao cấp. Em chốt đơn mấy chị luôn giá 1.200.000. Ba tám năm hai em chốt tình yêu ạ. À, bé Huệ ui da, ngồi cái này mày làm gì được, tao ngồi này cái cấn cái đít đạo á, buông cái đít gỗ không đây nè, móp đít tao trơn rồi. 403 đeo chân được, đeo tay được, chốt đơn em 4.850.000. 4850, 4850 giùm em. Ba tám năm hai hết rồi, còn 485. À, hàng VIP em chốt ơi chị Hoài Phương. Ờ à, em có những cái trâu đẹp xỉu chứ mấy chị, dễ thương cực kỳ. À, model cực kỳ, sale cho 1.150.000. 1150, ni tay chỉnh được, từ ni 15 trở lại là ok hết. Đường kính 18 năm trở lại tất cả làm ni được, 445. 4.450.000. 4.450.000, 1150, tối nay lên sòn kìa. Lắc tay có người mua rồi nghe không? Nè. Ờ, nhẫn đẹp chưa? Nhẫn bông mai nè, xả luôn nha mấy chị luôn giá 1.100.000 nha. 445 là nhẫn trong. Rồi nhẫn bông mai, à 8.030.000. 8030. Rồi chốt cho meo meo em 445. Rồi 8.030.000 chốt vô Quách Phương. Rồi em hết mấy chị ơi. Rồi lắc tay mấy chị, hàng đặc biệt 1.600.000, em sale giá 1.200.000, 3.600.000. 3.600.000 dùm em, sale giá 1.200.000. À. Để theo thứ tự cho con nói vậy không? 36, sale giá 1.200.000. Rồi Mai Phương Diệp dùm em 36, sale giá 1.200.000. Mai Phương Diệp. Rồi nhẫn này em sale cho mấy chị luôn giá 1.100.000. Ai bỏ lỡ tiếc 9.900.000. Ni số 10, số 11 đeo được dùm em. Rồi em cho mấy chị 9.900.000. Đủ ni tay 10, 11, 12. 9.900.000 sao giá 1.100.000 full đài luôn. Có 9.000.000 thôi. Xả. Rồi nhẫn này em sale cho mấy chị giá 1.200.000. Xả luôn. Chốt 4.500.000. Xoắn ha. Rồi em nghe, em nghe cục vàng ơi, bên này em cho cái này. Rồi dây chuyền ống cạc tia, à, ống đĩa, xe cho mấy chị luôn giá 1.200.000, đẹp chưa mấy chị, xuất sắc luôn á, xe 1.200.000, nhận trong 3 tỷ của Vinh phải không? Rồi em chốt cái dây cho mấy chị 8.740.000, 4 tấc 2 đẹp lắm nha mấy chị ơi, nhận 4.500.000, à, sale giá 1.200.000, y chang sòn. Rồi dây này mấy chị mua giá 1.550.000, sale giá 1.200.000 nha. Mà tổng thành tiền 8.470.000. À, 8.470.000. Rồi em chốt tình yêu Thanh Thảo liền,
847, sale giá 1,2 triệu. Rồi, mặt tiri ISL. À, khoen đầu đẹp luôn, em hàng VIP. Sale cho mấy chị giá luôn 1,2 triệu. Mới nha mấy chị, chốt đơn 2,700,000. 2,7 triệu, 2,7 triệu. À, nhẫn đang đeo là 4,5 triệu, nó chỉ có gì chị ơi, nó có không có một hộp không. Rồi, 4,2 triệu. Rồi, chốt cho Lan Hương giùm em 2,7 triệu. Sale giá 1,2 triệu. Rồi, có một cái mặt chiều khóa lệ rơi. Em sale cho mấy chị giá 1,2 triệu luôn. Thương hiệu LG. Rồi, chốt đơn 1,2 triệu. Dạ, chốt giùm em là 4,600,000. Sale giá 1,2 triệu. 46. Rồi, chùm dây đây. Ở chết bà để cao quá, giờ lấy em tới. Bà nội cha đó. Rồi, dây chuyền. Em có 30 dây, sale đồng giá 1,2 triệu. Ây da, chìa khóa là 4,6 triệu tình yêu ơi. À, chìa khóa là 4,6 triệu, chìa khóa eo gì 46 cho tiền nữa bà ơi, nín thinh rồi đó nha. Tôi không có tiền vô đó, máy tôi đang là máy chủ đó, tôi thấy tiền vô chân á. Có tin nhắn là có tiền, có hình là có tiền đó. 46 xeo giá 1,2 triệu. À, lên dây cho em bà nè. Trời ơi, dây bi cao cấp là 4 tấc 2 nè. Sale cho giá 1,2 triệu nha. 1,200,000 một gam luôn em này. Xã 3852 của chị Béo Huệ nè. À, xã. Rồi, dây bi chốt đơn em 6688. 6688. À, 3852 con chốt lên tình yêu lò quay heo gần cho Thu Nguyễn đi con. Rồi. Em chốt mấy chị luôn dây này dùm em 6688. Rồi em chốt tình yêu Trần Phong 6688 em hết nha. Vậy rồi dây mì kim cương 4 tấc dùm em, sale luôn cho mấy chị luôn nha, 1,2 triệu. 4 tấc dùm em kim cương bánh uống, sale 1,2. Rồi chốt luôn em 8,380,000. 8,380, sale giá 1,2 triệu. Xã 2,7 triệu Lan Hương, xã 2,7 có ai lấy 2,7 không mấy chị ơi. Rồi 8,4 triệu, sale giá 1,2 triệu. Nhưng mà 8,4 cho gọn đi, em chốt tình yêu Trần Thu. Em có 4 tắc thôi, em làm dài 4 tắc 2 được, thêm tòng ten tăng đưa được. Rồi, em có sợi dây này, à, chiều dài 3 tắc 8, em sale cho 1,1 triệu 2 màu. Nó giữa màu hồng với lại màu trắng, si trắng luôn cũng được luôn em này. Rồi em chốt cho mấy chị luôn 4,740,000. 4,740, sale giá 1,1 triệu. Rồi em chốt cho Thảo Trang 8,4 triệu cho Trần Thu. Cái nào Thảo Trang để qua bên đây con xíu đưa vú, khỏi mất công phải kiếm lại. À, rồi những nam ghép em sale cho 1,1 triệu. Ni tay em chỉnh sửa, ni tay được lòng trong giác lòng luôn em mấy chị. Hình eo gì, hình 4 cánh. Rồi em chốt mấy chị là 9,163,000. 9,163. 9,163. Cái đó của chị Thảo Trang. À, tối nay em lên sòn nha mấy chị. Rồi chiếc nhẫn này em còn ni lớn. Em về 5 chiếc em còn chiếc. Em xả đồ mới nha. Em xả bằng đồ lướt nha. Xả cho mấy chị 1,1 triệu. Nào có sao nói vậy. 15,900,000 dùm em phơm to này. Ta bán tới 23 triệu đó mấy chị. Nhà em bán cho mấy chị chỉ có 15,900,000. Sale giá 1,1 triệu. 15,900,000. Xe gian 1,1 triệu. Những nam 9,163 bạn ơi. Nam 9,163. Nam. Xoắn nam mai nhiêu tiền á? À, đây em có sợi dây nam này. Dài 6 tấc nè. Em sell cho giá 1,2 triệu. À, dài 6 tấc sell cho 1,2 triệu. 15,900,000 là chốt cái chiếc nhẫn bự nè. Ni tay làm đi được ơi em yêu ơi. Ni 15 trở lại là ok hết. 15,9. Sell giá 1,1 triệu. Những nam 9,163. 4,5 triệu là gì con? 4,5 triệu là gì bà? Vậy nam dài 6 tấc dùm em 39 triệu, sale giá 1,2 triệu. 39 triệu. À, nó đang 6 tấc thì bà cắt 5 tấc rưỡi cũng được.
Rồi nhẫn 4,5 triệu là nhẫn này nè, chốt cho Di Di nè con. 4,5 triệu. Sale giá 1,2 triệu. Tối nay con bán sòn gái ơi. À, mặt này em về 3, em còn 2, em xả lỗ luôn giá 1,199 triệu. Em xả lỗ nha, cho nên em không bán lời. Trời ơi, nam siêu đẹp trai luôn. Nam siêu đẹp trai luôn, em 39 triệu sale giá 1,2 triệu. 15,9 để sao cho Ngô Trúc Phương. Để sao? Để sao mà chuyển đầu là bán đó. 39 triệu sale giá 1,2 triệu. 39. Mặt dây chuyền tặng luôn mấy chị ơi, tặng lỗ. Em chốt cái mặt này cho mấy chị là 10,150 triệu. 10,150,000. 10,150. Mua đem giữ dằn cho mấy chị. Đẹp xỉu luôn mấy em này đó. 10,150,000. Rồi mặt này 5 cái em còn 1 cái em xả luôn mấy chị 1,150 triệu. Em xả lỗ nhỏ nhỏ, cái này nhỏ nhỏ nhập tiền công cao ấy hơn mấy chị. Chốt đơm em 1,440. À, nữ hoàng 1,440,000. 144. Con cả con cái một rồi. À, rồi em chốt tình yêu Hồ Nguyệt 1,440. Em bán người thôi. À, mặt đăng đeo là 10,150 triệu nè mấy chị. Mặt đăng đeo là 10,150,000. Sale cho mấy chị giá 1,2 triệu gam mẫu mới. 1,440,000 người ta mua rồi. 1,440,000 người ta mua rồi. Rồi dây mì lá sale sale trơn 1,2 triệu gam. 4,5 triệu. Dạ chốt giùm em là 9,828. Cái này chắc chị đợi xíu, chắc khoảng có 3-4 giờ để chị 4 giờ mẹ mai cho tụi nó bắn tem. 9,828 sale giá 1,2 triệu. Không kịp phải không, con bắn không kịp không? Đầu tháng chưa bắn mà. Giờ như kêu mẫu tập cho con chim anh ở trên lầu cho nó xuống nó bắn tiếp được không? Mà trên lầu thì giờ tính nướng không kịp nữa. Để coi kêu con nào vô coi không. Trả lời anh bóc ha. Rồi em sale cho giá 1,100,000 một gam. 1,100,000. Rồi ok, em cứ chốt với lon lon nè con. 39 triệu sale giá 1,2 triệu. 39 sale giá 1,2 triệu gì nam, chốt với lon lon. Ok chế. À, xả 8,4 triệu. Lấy là cái sợi dây dài 9,828 đúng không chế Trần Thu. Ok chế. Cho nó chắc giùm em là được. Chứ để mấy chị cứ chốt vô tội vạ cái không mua tội nghiệp em. Rồi xả những bi hộp 445. Nhưng mà dự dàng cho người ta biết mấy chị. Người ta không có mở mơ mộng hảo huyền. Người ta biết được người ta như thế nào. Rồi bông Gucci em có được 5 đôi. Rồi những hàng đặc biệt em sale cho mấy chị giá 1,1 triệu. Chốt đơn giùm em 8,613,000. 8,613. 8,613. Mặt mẹ này nó có khách xã này chế 10,368,000. Chế Hiếu Băng ơi, mẹ rất là đẹp y chang như mẹ sòn 54 triệu vậy đó. Y chang luôn. À bên hông luôn mẹ em này. Rồi 10,368,000 mặt mẹ nè. Chế lấy không? Dây chuyền này chế Trần Thu lấy hay nè con. 9,828 vô rồi đó con. À, nhẫn 8,613,000. 8,613. 10,368 chốt cho Lăng Ngọc Diễm nè con. Cái mẹ ý cũng được mấy chị. Mẹ thì mình không có tính mắc tiền hay rẻ tiền, mà mẹ mình tính có duyên. Rồi em chốt cho Hương Bùi 8,613. Nó ngồi đây nó rộng rãi hơn chồng đúng không. 5,077,000 sale giá 1,2 triệu. Những bông mai ngôi sao 5,077 sale giá 1,2 triệu. 5,077 sale 1,2. Rồi chốt đơn. Ồ, nhẫn đẹp sợ chưa? Nhẫn đồng tiền y chang như sòn, sale cho 1,050,000. Rồi em chốt mấy chị là 5,6 triệu. 5,6 triệu sale cho 1,050. Nhẫn bông mai y chang nhỏ nhẫn sòn 24 triệu. 5,077. Mặt mẹ người ta mua rồi mấy chị ơi. Rồi dây chuyền này là dây chuyền ngắn nha. Dây chuyền này có 3,5 tấc thôi. À, mà này chắc em không có nói được nha. Thí dụ như có nói chỉ có nói tăng đưa tầng ten thôi. Cái này em không có mắc nói nha chị ơi. Có thêm tăng đưa tầng ten ha. Đó đeo choker dạng gì hoặc ốm hơn là sẽ đeo được.
em chốt mấy chị giá 1,1 triệu, không nói được nha mấy chị, tầm 3,5 tấc, 3,8 tấc. Có thể nói thêm tòn ten cho mấy chị là giá thêm 2 phân 3 phân được, thêm tòn ten thôi, không có nói thêm chi lá được nha, không có nói thêm lá được, đặc biệt lá đây em không có. Em chốt cho chị yêu Kim Ngô à, ok tình yêu Nhung Chiều, rồi em chốt cho Thảo Trang, không để Thảo Trang sao được không, nhớ nha, cái nào em có nói rõ trên like nha, để mất công mấy chị kêu vú vú không kiếm được đâu. Rồi 5,6 triệu em nhẫn đồng tiền 5,6 triệu. Dạ, dạ dữ lắm. Em có một cái lắc thương hiệu đi ó 1,6 triệu 1 gam, 1,5 triệu 1 gam. Có tòng tan tăng đưa đi 48 đi 60 đều được luôn em nha. Đi ó thương hiệu. Xeo giá 1,2 triệu. Chốt dây chị yêu 15,620 rồi đó chị yêu. Con vô 1562. Nhẫn này 5,6 triệu, xeo cho 1,050,000. 1562 chốt với Thảo Trang. Rồi. Rồi em chốt lắc đĩa 13,368,000. 13368, sale giá 1,2 triệu. Nè, đồ hàng hiệu lên tay gì nè. 13,368,000. Rồi xả luôn chiếc nhẫn này 1 triệu, 533, rồi cho nó nhanh. Xả mấy chị ơi, xả lũ dành rẻ. Trời, cái lắc tay này có 13,300,000 rẻ lắm. Có tin nhắn chơi Ngô Trúc Phương nghe con, khách mới phải không? Sale 1,2 triệu, rồi ok bé hết. Rồi, dây cạc tia luôn em. Em sale luôn nha mấy chị, chiều dài 4 tấc 2 nè, 1,250,000. 1,250. Rồi, từ kiều em chốt với chiếc nhẫn đồng tiền sale 1,533. Rồi, em chốt đơn mấy chị 4,025,000 dùm em này. 1,250, chiều dài 4 tấc 2. 4 tấc 2, 4,025 cạc tia. 533 chứ từ kiều lấy nè con. Rồi em chốt cho chị yêu Liền Hoàng 4,025,000. Rồi mặt này em sale 999,000 nha, 5,150,000. Này con dây người ta mua rồi. 5,150. Đẹp xỉu chưa mấy chị? À, nữ hoàng đó, màu cao cấp đó, bán ra đó. Rồi bông trái tim mới em sale cho 1,299,000. Rồi em chốt chiếc Ngọc Dung. Ờ, chiếc đeo chung với dây là ok đó. Rồi sale 1 triệu. Rồi bông tai chốt đơm em 3939. Lên. Em có 5 đôi, 3 đôi. Đây 3939 mặc hết rồi em ơi. 515 ta mua rồi. Chưa nhìn kỹ là hết ra mấy chị. À, nhìn bán vàng quái quá, có nhiều người hỏi em. Mới đưa lên chưa kịp có giống mơ vậy là say quá rồi, không hiểu vụ gì luôn, không hiểu mấy chị đó mua nhịn gì luôn. Nó phải chụp hình là nó còn phải cận cảnh chi tiết đồ zoom canon đồ đằng cho thấy rõ. Cậu này chưa lên mới thấy thấp thoáng bóng dáng xa xôi thôi là họ chốt rồi. Rồi 3939, bạn em hỏi em gì đó. Nè 3939 nè, gớt cái đầu bông này chút xíu lụm sao nè. Rồi bông này em chốt đơn hết nè mấy chị xinh đẹp. 3939. Rồi 4025 nãy có ai mua không con? Chị ba con. Rồi em có 3 đôi bông này em. Dạ 6,160,000, sale giá 1,2 triệu. Dạ chị chốt bên bé chút kìa. Dạ chị ok. Đây tình yêu xinh đẹp. 6,160,000, nhiều khi phải đợi á mấy chị, nhiều khi gửi cái bill qua cho mấy chị mà mấy chị không ok không dám đi. Gặp chỗ khác không ok, ok em đi, em đi láng hết trơn rồi. Phải đợi mấy chị, dù mấy chị có chuyển cọc hay chuyển như thế nào phải ok em mới dám đi. Sợ mấy chị không ok cái bắt đầu mấy chị không vừa bụng. Rồi 4025 em hết trơn rồi cục cưng ơi. 4025 hết. Rồi em có mặt 10 ly 12 ly sale cho giá 1,2 triệu cái châu. Em chốt đơn mấy chị là 3,500,000. Lâu lâu mới có trái lớn nha mấy chị. Này đeo cực kỳ dễ thương, đeo hoài được hoài luôn, em mua không có đụng hàng đâu. Bông em đang đeo là 616. Bông hoa mai nữ hoàng. Trái đó là trái lớn 3,5 triệu, sale giá 1,2 triệu. Sòn tối nay em lên cho nó trọn diện nha. Tối nay em lên cho nó trọn diện luôn cả sòn mấy chị luôn. Mặt túi tiền Gucci, sale cho giá 1,2 triệu.
ba đuổi Thảo Trần, Trần Thu kế bên. À, rồi ai nhanh thắng nha. Rồi chốt 444, xeo giá 1,2 triệu đây. 444 chị túi lên xỏ luôn qua luôn em nè, phía sau nè đẹp lắm. 1,3 triệu con, 1,2 triệu nè. Bông tai 616 em đang đeo nè, đẹp xỉu. Rồi nhẫn này, 5 chiếc này xeo đồng giá 1,1 triệu. Ni tay chỉnh sửa đi được nha, lên gì cho nó nhanh mấy chị. Rồi nữ hoàng bông mai du ngôi sao đầy đủ, muốn gì có đó luôn em. Dạ nhiều khi mấy chị không có, nhiều chị chốt được xong cái bơm, còn người ta muốn mua ta mua không được. Ta thấy bên kia chốt mà ta đâu có biết còn không. Dạ dành không lại mà tới lúc ấy thì bơm mất tiêu. Rồi đồng giá xe 1,1 triệu lên nhanh 5 chiếc nhẫn này. Rồi mã là 6655, 6.655.000, 6655. Nhẫn đẹp lắm mấy chị cứ yên tâm. 6.655.000. Rồi nhẫn bông à, bông ngay xeo cho 1,1 triệu luôn. Nhẫn bông chốt đơn 5.800.000, 5.800.000 nhẫn bông bên hông nè, bên trên đẹp cực kỳ. 655 là nhẫn tròn halo. Rồi chốt 5.800.000. Hình như hơi ế ế à. Ê xuống nha, xuống nhường sức dắt con đi làm chuyện. Rồi đây Diễm Hai mấy chị tại đây nha, kết thúc chương trình tại đây. Rồi 58 như kia nó con chụp xong đua lấu nương. Rồi 58 như tình yêu Ngọc Thảo nè. Nghe này gái, tối nay 8 giờ gặp nhau sòn nha. Chị ca vậy đi cho dễ mấy chị. Rồi bye bye mấy chị. Bye bye, cảm ơn mấy chị. Tối nay gặp lại.